Em ơi, hàng bãi thợ máy xin chào tất cả các bác nhé. Vẫn là những cái video hàng ngày đi bãi về săn được hàng thì em sẽ lên trong ngày cho các bác nhé. Đấy, vẫn sẽ có là những cái món hàng cũ và món hàng mới. Đấy, sẽ lên chào bán cho các bác. Đấy, các bác quan tâm yêu quý thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Đấy, ở đây thì sẽ có những cái món trong video ngày hôm nay các bác nhé. Để hôm nay thì em lại về được một ít cái máng chữ U inox các bạn. Đây, em về được những cái máng to hơn một chút các bác nhé. Đây, máng to này, dài thì cũng khá là dài này. Đó, kích thước của nó này, chiều dài là 82 cm các bác nhé. Đây, nó dài 82 cm này. Chiều rộng ở đây sẽ là 14 cm các bác nhé. Cái phần cạnh này nó sẽ bo này. Cái phần cạnh này nó sẽ bo là 2,2 cm các bác nhé. 2,2 cm cái phần cạnh bo này. Ở trên cạnh thì nó còn cái cao su mềm và có cái thép bên trong lõi này để ốp vào cái cạnh. Đây, nó sẽ ốp vào cái cạnh ở đây các bác nhé. Đó. Inox thì dày 3mm cái thanh chữ U như thế này. Cái này là cái miếng nhựa các bác nhé, miếng băng keo nội họ dán vào đây này, họ dán vào đây để kê vào để tránh xước đó. Mà S1 giá là 330.000 đồng các bác nhé, 330.000 đồng một thanh. Em có hai cái thanh chữ U này. Đấy, tiếp theo là mã S2 này. Em có một cái khay về cho các bác chế cháo nhé. Mã S2 360.000 đồng này. Đấy, ở vị trí này, ở vị trí này là cái phần cao các bác ốp vào bật tường sẽ có 1, 2, 3, 4 lỗ nha các bác nha. Nó chỉ có một bên 4 lỗ thôi, một bên thôi, còn bên này thì sẽ không có. Bác nào cẩn thận hơn thì về khoan thêm một cái lỗ ở bên này để bắt vào bên này cho nó chắc chắn nhá. Đấy, vị trí này các bác bắt ốp vào tường này, vị trí này là nó đựng đồ và cái chỗ này nó bo lên một chút để tránh trượt ra ngoài đấy các bác. Đó, tránh trượt ra ngoài nhá. À, cái bán rộng của nó này sẽ là 15 cm, thế nên là cái khoảng này này, cái khoảng bên trong là 14,4 này, nghĩa là cái này là dày 3mm đấy. Đây, các bác để đồ ở bên trong đây nhá các bác nhá. Đó, còn chiều dài của nó này nó đã tận là 75 cm các bác nhá, dài 75 cm này. Đấy, thế nên mà các bác để đồ rất là thoải mái luôn, dài 75, chiều bo lên là 1,5 cm, cái cạnh bo này 1,5 này. Phần ốp vào tường nó sẽ là 3 cm nhé. Các bác chỉ cần bắt hai con ốc ở đây, một con ốc ở đây và hai con ốc ở đây là được. Cần thiết thì các bác khoan thêm một lỗ bên kia các bác bắt ốc nữa thì cho nó chắc chắn các bác nhé. Đấy, giá là 360.000 đồng mà S2 cho các bác này. Tiếp theo là mã S3 này có giá là 190.000 đồng. Em có những cái mặt inox và khay inox như này. Con này thì nó bị do vận chuyển nên mà xước và móp khá là nhiều các bác nhá. Do vận chuyển nên xước và móp khá là nhiều. Đây, đây nó bị móp này. Đây, bị xước và móp khá là nhiều nhé. Đây, chỗ đây bị cong. Đấy, giá là 190.000 đồng cái tấm, cái mặt này cho các bác nhé. Cái này thì các bác vẫn sử dụng ok, các bác về để ngoài trời thì không lo bị han rỉ các bác nhé. Kích thước chiều dài của nó là 83,5 này, chiều rộng ở đây là 27,5 cm nhé. Cái cạnh bo này nó lên là 2,5 cm các bác nhé. Inox thì nó dày 1mm thôi, nó có ba cái thanh ngang ở dưới để bắt ngang cho nó chắc chắn các bác nhé. Máy S3 là 190.000 đồng cho các bác nhé, 190.000 đồng. Tiếp theo là mặt S4 nhé, có giá là 560.000 đồng một cái mặt. Hoặc là cái các bác có thể về làm những cái khay đây. Cái này nó vẫn để được đồ ở bên trong này, bằng inox các bác nhé. Rồi, nó được gia cố rất là chắc chắn này. Đây là một cái thanh ngang ở đây này, bên này cũng có một thanh ngang này. Cái này là cái dập mặt dọc, mặt dập dọc để cho nó khỏe hơn các bác nhé. Đây là mặt trên của nó này. Đấy, mặt này. Đấy, kích thước chiều dài của nó sẽ là 61,5 cm các bác nhé.
Chiều rộng ở đây là 60cm này, dài 61, rộng 60 nhá. À, ở đây thì có cái dập ở xuống, cái sống dập ở xuống cho nó chắc chắn các bác nhá. Con này rất là khỏe, các bác có thể là đi đứng lên trên này. Đấy, không đúng các bác nhá. Đấy, inox nó chỉ dày 1mm thôi. À không phải, con này dày phải 1.4 nhá, con này phải dày 1.4. Đấy. Con này dày 1.4 này mà các bác đứng lên này. Đấy, như em vừa dẫm lên này, không hề nao núng nhá. Em phải hơn 70kg, đứng lên này không núng lên một chút nào luôn đấy. Nó làm rất là chắc chắn các bác nhá. Đấy, các bác về có thể làm mặt sàn này, mặt để đồ, mặt bàn này, hoặc là lật xuống dưới làm khay này. Đấy. Mà S4 giá là 560.000 đồng nhá. Em có 3 tấm rồi nhá. Hôm qua bán mất 1-2 tấm rồi, còn 3 tấm thôi. Đấy, mà S4 này 560.000 đồng một tấm này. Em có 3 tấm nhá. Đấy. Tiếp theo là mã S5 này có giá là 160.000 đồng. 160.000 đồng một cái máng chữ U hoặc cái thanh chữ U này. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 65cm này, 65cm này. Chiều rộng của nó sẽ là 11.6cm này. Và bo cạnh ở đây là 1.5cm. Inox dày 3mm các bác nhé. À, giá là 160.000 đồng. Mã S5 cho các bác này, em có một cái này thôi. Tiếp theo là mã S6 này, mã S6 có giá là 180.000 đồng. 180.000 đồng một cái móc cây gá để đồ này. Ở đây các bác bắt hai con ốc ở đây, bắt lỗ bắt hai con ốc ở đây các bác nhé. Đấy. Kích thước chiều cao của nó này sẽ là 20cm này. Chiều ngang ở đây sẽ là 26cm này. Chiều ngang ở đây sẽ là 26cm các bác nhé. Đấy, chiều cao là 20 này. Đấy, nó nhô ra ở đây là 10cm các bác nhé. Nó nhô ra ở đây là 10cm này. Giá là 180.000 đồng. Mã S6 cho các bác này. Tiếp theo là mã S7 nhé. Giá là 240.000 đồng. 240.000 đồng một cái này. Cái này cũng là những cái khay cho các bác gá đồ vào đây thôi. À, ở dưới thì nó khoét hổng thì để lấy và sử dụng nó dễ hơn các bác nhé. Kích thước chiều cao ở đây cũng là 20 này. Chiều rộng ở đây là 27cm này. Đấy. Đó, từ bên trong nó ra thì cũng khoảng là 10cm các bác nhé. 10cm này. Đấy. Giá là 240.000 đồng cái này các bác nhé. Cái này thì hai lỗ nằm rìa bên ngoài này. Đấy, mà S7 cho các bác nhé. 240.000 đồng. Em có cái loại này thì mỗi thứ em có một cái rồi này. Những cái này em có một cái rồi các bác nhé. Tiếp theo là mã S8 này. Có giá là 180.000 đồng một chân bằng inox như này. Chân trụ bằng inox tròn nhé các bác nhé. Đường kính của nó sẽ là 11cm và chiều cao của nó là 24cm nhé. Đường kính là 11 và chiều cao là 24 cho các bác này. Đấy. Giá là 180.000 đồng một chân này cho các bác nhé. 180k một chân này. Tiếp theo là mã S9 này. Sẽ có giá là 140.000 đồng hai cái nhé. Ở đây thì em có những hai cái khay cho các bác về chế để đồ này. Ở đây có hai cái lỗ bắt ốc này, hai cái lỗ bắt ốc này. Hai các bác ví dụ đây là cái mặt tường, các bác có thể bắt vào như thế này. Bắt vào như thế này thì các bác để thành cái khay nhé. Đấy, các bác để như thế này bắt hai con ốc hai bên thôi thì nó sẽ thành cái khay nhé. Đấy. Mã S9 có giá là 140.000 đồng hai cái nhé. Ở đây em có hai cái này. 140.000 đồng. Đấy, mã S9 cho các bác. Tiếp theo là mã S10 này, có giá là 140.000 đồng, cũng là hai cái luôn nhá. Ở đây thì vẫn là những cái ke bằng inox dày 3mm này, có móc hình như này. Ở đây thì các bác có thể móc lên cái thanh nhôm hoặc là chế đồ này. Đấy. Kích thước bán rộng ở đây sẽ là 17cm này. Chiều dài cho là chiều dài 17 này. Cái chiều rộng này ở đây nó sẽ là 11cm các bác nhé. Đấy. Nó móc lên đây này. Nó móc lên đây là 9.5 này.
9,5 và cái chiều này là 4 cm, gắn vào những cái thanh nhôm định hình kích thước 4x4 đây các bác. Đấy, mã S10 có giá là 140.000 đồng hai cái các bác nhé. Tiếp theo là mã S11 này có giá là 200.000 đồng một đôi nhé, hai cái ke góc như này. Hai cái ke góc như này cho các bác này. À, bản của nó sẽ là rộng là 18 các bác nghe nhé, cái bản ngang là rộng là 18 này, một chiều này nó sẽ là 16 này và chiều này nó sẽ là 10 cm các bác nhé, chiều này nó sẽ là 10 cm này. Inox dày 3 mm các bác nhé, bên dưới có lỗ và bên trên cũng có lỗ cho các bác bắt ốc này. Mã S11 có giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng một đôi cho các bác nhé. Mã S11 này. Tiếp theo là mã S12 các bác này. Em có những cái đầu ống full inox 36 các bác nhá. Inox 36 rất là siêu bền luôn. Ống full rất là nhỏ nữa này. À, các bác đợi em một chút em lấy cái thước kia. Đây. À, cái ống của nó này nó chỉ có khoảng là 9 mm thôi. Cái đường ống này chỉ có khoảng 9 mm các bác này. Chưa được 1 cm, không được 10 mm đâu. Mà trên đường ống này nó sẽ khoan 4 dãy lỗ các bác nhá, khoan 4 dãy lỗ này, đây một này, đây một và D1, có nghĩa là nó khoan 4 cái dãy lỗ để nó có thể phun và tưới ra cái tia treo chéo các bác, góc treo chéo này. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Nó sẽ là chia ra 4 dãy lỗ rất là đều nhau các bác nhá. Đây. À, đều nhau và so le nhau. Đây, hai cái lỗ bên ngoài này là nó nghiêng chéo góc nghiêng nhá, còn hai cái lỗ bên giữa này, đấy, nó sẽ những cái lỗ này khoảng cách nó rất đều nhau các bác này. Đây. Đấy, rất là nhiều lỗ các bác nhé. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 48 cm này, dài khoảng 48 đây các bác nhá. Em tính cả cái đầu khớp nối đấy. Đấy. Cái đầu khớp nối này, còn cái vòng này thì em không tính, cái đoạn này thì em không tính nhá. Cái này em chỉ tính mình cái đoạn mà có lỗ ở đây rồi này. Đấy, họ đều bịt đầu lại hết các bác nhá, để các bác có thể phun cầm tưới này. Nó tia ra rất là đẹp. Đấy. Inox 316 nhá. Càng nhỏ thì nó sẽ càng khó khoan và càng khó làm nữa các bác. Đấy, mà S12 có giá là 200.000 đồng một thanh nha các bác nhá. 200.000 đồng một thanh như này các bác. Đấy. Inox 316 các bác nhá. Đấy, siêu bền luôn. Tiếp theo là mã S13 này có giá là 130.000 đồng một cái ke góc. Đấy, ke góc inox các bác nhá. Inox thì cái loại này thì chỉ hầu như là sẽ là 304 hết thôi các bác. Đấy, các bạn, rộng của nó là 4 cm này. Chiều dài ở đây sẽ là 23 này. Chiều dài 23 này. Chiều này sẽ là 7,5 cm này. Inox thì dày là 4,5 đến 5 mm các bác nhá. 4,5 đến 5 mm. Đấy. Mã S13 có giá là 130.000 đồng một cái ke góc, chữ L như thế này cho các bác nhé. Mã S13 này. Tiếp theo là mã S14 này có giá là 180.000 đồng này. Em có một cái ke cũng chữ L rất là to như thế này. Inox dày 5 mm, 4,5 đến 5 mm nhé. Cái bản này nó rộng là 14 cm này. Đấy, chiều này nó sẽ dài là 28,5 này. Và chiều này sẽ là 8 cm nhé. Chiều này nó sẽ là 8 cm. Inox dày 5 mm. Đó là có những cái ke ở giữa để cố định cho nó chắc chắn hơn các bác nhé. 180.000 đồng mã S14 các bác nhé. Mã S14 180.000 đồng. Tiếp theo là mã S15 nhé. Có giá là 80.000 đồng một cái khay bé bé cho các bác để đồ này. Khay này thì có hai lỗ cho các bác để ở đây, hai lỗ cho các bác ở đây bắt vào tường này. Còn ở đây thì cái khay này thì nó được bo cạnh lên như thế này để cho các bác có thể đựng đồ các bác nhá. Đấy. Chiều dài ở đây là 17 này, chiều rộng ở đây là 7,5 này. Đấy. Cái mặt trong nó cao là 6 cm này. Inox này dày là
1,8mm các bác nhé. Inox dày 1.8L đấy. Giá là 80.000 đồng một cái mã S15 cho các bác nhé. Mã S15. Tiếp theo là mã S16 này, em có những cái tay nắm bằng inox như này. Giá là 70.000 đồng. 70.000 đồng 4 cái các bác nhé. Combo 4 cái 70.000 đồng. Nó có tháo máy xong quăng quật, có hơi móp một chút này. Hơi móp và xước một chút đây các bác nhé. 70.000 đồng 4 cái bằng tay bằng inox thôi. Kích thước chiều dài ở đây là 13,8 này. Chiều rộng ở đây là 8,8 các bác nhé. Đấy, mã S16 này 70.000 đồng 4 cái cho các bác này. Tiếp theo là mã S17 này, có giá là 140.000 đồng một cặp ray trượt như này. 140.000 đồng một cặp ray trượt. Đấy. Ray trượt này là Hewin của Đài Loan các bác nhé. Chiều dài ray ở đây sẽ là 30cm nhé. Chiều dài thanh ray dài 30cm. Ray này là ray bản 15, chiều cao cũng là 15 luôn các bác nhé. Đấy. Ray trượt Hewin của Đài Loan. Đấy. Giá là 140.000 đồng một cặp như này. Mã S17 các bác nhé. 140.000 đồng một cặp này. Tiếp theo là mã S18 nhé. Mã S18 này. Em có một cặp ray IKD của Nhật này. Ray này là ray bản 15mm các bác nhé. Ray bản 15. Chiều cao của nó này. Chiều cao của ray này là 17mm nhé. Ray bản 15 và chiều cao ray là 17. Đấy. Chiều dài ray ở đây nó sẽ là 58cm nhé. Chiều dài của tổng thanh ray là 58 này. Một thanh ray thì sẽ có 3 con trượt này. Đấy, hàng ray rất là đẹp luôn. Đây, IKD Japan này. Đấy, IKD Japan này các bác nhé. Đấy. Trên thanh ray có ghi rất là rõ các bác nhé. 550.000 đồng cặp này cho các bác mã S18 nhé. Tiếp theo là mã S19 này. Có giá là 190.000 đồng. 190.000 đồng một tấm nhôm. Đấy. Tấm nhôm hàng thao máy các bác nhé. Đây, hàng thao máy về đang còn bẩn nguyên này các bác này. Đấy, ở dưới đang còn bẩn nguyên này. Đấy, kích thước của nó này. Chiều dài ở đây là 31,5 này. Đấy, chiều rộng ở đây sẽ là 17,7cm nhé. Và độ dày ở đây sẽ là 1,2cm này. 1,2cm các bác này. Đấy. Ở bên cạnh này nó sẽ có những cái lỗ để bắt ốc các bác nhé. Bên cạnh thì sẽ có những cái lỗ để bắt ốc này. Đây. Ở trên mặt thì sẽ có 4 cái lỗ các bác nhé. Đấy. Mặt rất là đẹp thôi. Em vệ sinh qua sạch sẽ cho các bác nhé. Đấy, mà S19 có giá là 190.000 đồng một tấm nhé. 190.000 đồng một tấm nhôm này. Mà S20 có giá là 80.000 đồng. 80.000 đồng hai cái ống bằng nhôm như thế này, này. Đấy, rất là đẹp tròn nhé, cho các bác về chế những con lăn nhôm. Đấy, ở bên trong thì nó khoét âm như thế này thì để có thể các bác có thể bỏ vòng bi bạc đạn vào đây này. Các bác về chế những con lăn nhôm rất là ok nhé. Chiều dài của nó sẽ là 17cm và đường kính là 4cm các bác nhé. Mã S20 có giá là 80.000 đồng hai cái các bác này. 80.000 đồng hai cái ống nhôm cho các bác về chế những con lăn cho các bác này. Tiếp theo là mã S21 nhé. 100.000 đồng 8 cái miếng nhôm. 8 miếng nhôm ở bên trong sẽ có 2, 4, 6, 6 cái lỗ này. 6 lỗ này. Ở đây thì có thêm một vài cái chốt đinh ở đây nữa này. Các bác về có thể tận dụng hoặc các bác nhổ nó ra nhé. Đấy, kích thước chiều dài ở đây sẽ là 12cm này. Chiều rộng là 5,6 này. Và độ dày là 8mm các bác nhé. Đấy, 100.000 đồng 8 miếng nhé. 100k 8 miếng mã S21 nhé. Tiếp theo là mã S22 này. Đấy, có những cái góc nhôm. Đấy, góc vuông nhôm này. Hoặc các bác về gá những con động cơ hình tròn vào đây này. Đấy, nhôm anode màu đen các bác nhé. Nên mà khi xước thì nó hơi xấu một chút. Đấy. Cái bán rộng của nó là 7 này. Chiều cao ở đây là 7,8 này. Và cái phần đế ở đây là 4,2cm này. Giá là 100.000 đồng 5 cái nhé. 5 cái như này, 100k cho các bác. Mã S22 nhé. 100.000 đồng 5 cái nhé. Đấy.
Tiếp theo là mã S23 này sẽ có giá là 100.000 đồng 6 cái tay nắm nhôm như thế này. 100k 6 cái tay nắm nhôm như thế này cho các bác nhé. Kích thước chiều dài ở đây là 11,5 này. Chiều rộng ở đây là 1,8 cm và chiều cao tay ở đây là 3 cm nhé. Đấy, tay nhôm đúc nguyên khối nhé, hàng tháo máy của Hàn Quốc đấy các bác. Giá là 100.000 đồng 6 cái nhé, 100.000 đồng 6 cái này. Tiếp theo là mã S24 này. Đấy, mã S24 có giá là 280.000 đồng. 280.000 đồng một bộ 4 cái nhé, một bộ 4 cái đế này. Đế cái này có thể lắc được các bác này, nó lắc tròn được này. Đấy, bi gọi là những cái cục bi tì ấy, bi tì này, nó sẽ lắc được tròn các bác nhé, nó tì đè rất là khỏe. Đấy, ở đây thì các bác tháo nó ra như thế này, cho các bác vặn một con ốc. Các bác vặn con ốc này. Các bác vặn con ốc từ đây vào vị trí cố định của nó nhé. Đấy, xong các bác vặn lại này. Đấy. Xong các bác siết cái chỗ này lại khi mà các bác cần tăng chỉnh lên cái độ cao thích hợp nhé. Các bác siết cái chỗ này lại. Đấy. Sau đó thì các bác bắt một cái mặt này này, cái mặt này các bác bắt vào cái đế nhé. Đấy, cái đế bên trên này để cho nó bị mòn này. Đây, đây nó có cái mặt đế ở bên trên đây nữa nhé các bác nhé. Đây, nó có một cái mặt đế bằng thép như thế này nữa này, ở bên trên để đẩy như thế này để lắc. Đấy. Mã S24 280.000 đồng một bộ 4 cái nhé, đầy đủ như thế này nhé. Một cái chân, 4 cái chân này và 4 cái mặt lắc như thế này, mặt đè như thế này, bằng thép các bác nhé. Cái mặt đè này hình tròn này, rất là đẹp này. Mặt thép này đè hình tròn là 4,8 cm và độ dày ở đây là 8 mm các bác nhé. Đấy. Như một cái đồng xu rất là đẹp. Bo cạnh viền các bác nhé, bo tròn cạnh viền rất là đẹp. 280.000 đồng một bộ các bác nhé, 280.000 đồng một bộ 4 cái có cái đồng xu đè ở bên trên này. Đấy. Tiếp theo là một ít lọc nhiễu TDK. Đấy. Ở đây lọc nhiễu TDK có giá 50.000 đồng 4 cái các bác nhé. Lọc này là lọc của Nhật. Cái này là cái cục chống nhiễu ấy, gọi là cục chống nhiễu. Đấy, lõi ferrite các bác nhé, các bác quấn dây điện quanh tròn vào đây. Đấy. Kích thước chiều dài của nó là 3,5 và đường kính của nó sẽ là 3 cm nhé. Đường kính lỗ là 13 mm cho các bác. Giá là 50.000 đồng 4 cái nhé. 50.000 đồng 4 cái lọc nhiễu TDK cho các bác này. Tiếp theo thì em có một bộ bánh xe nhé. Bộ bánh xe Carry Master Auto CFT các bác này. Đấy. Carry Master cho các bác này, hàng tháo máy rất là đẹp. Đấy, lâu lâu mới có những cái bộ hàng tháo máy ACM600 các bác nhé, Carry Master AC600 này. Đấy, hàng khá là đẹp luôn. Bánh một bánh đúc, một bánh tròn dài như thế này cho các bác này. Đấy, kích thước chiều cao bánh này, kích thước chiều cao bánh ở đây nó khoảng 9 cm các bác nhé, 9 cm. Đấy, bề rộng bánh ở đây sẽ là 5,5 cm. Mặt bích bên trên là 9x9 các bác nhé. Đấy. Con này là ACM600, có nghĩa một bánh thì nó sẽ chịu tải được 600 kg các bác nhé. Đấy. Một bộ sẽ gồm 4 bánh. Đấy. Một bộ sẽ gồm 4 bánh nhé. Bộ bánh xe số 1 này sẽ có giá là 420.000 đồng các bác nhé, 420k nhé. Trên một bộ các bác nhé, 420.000 một bộ các bác nhé. Đấy. Bộ bánh xe số 1. Đấy. Tiếp theo là bộ bánh xe số 2 nhé, AC600 Carry Master này. Đấy. À, con này thì có chân đế tăng chỉnh các bác nhé. Chân đế tăng chỉnh này, hàng cũng khá là đẹp cho các bác nhé. Đấy, đế còn nguyên đẹp này. Đấy. Chỉ có bánh xe nó lăn một vài vòng ở khi mà về khi mà ra bãi họ lăn ở cái nền gạch, nền đường thì họ cái bánh này nó có dấu thôi các bác nhé. Về thì mình lăn đường trong nhà thì nó không ảnh hưởng gì đâu. Đấy. Chiều cao bánh ở đây sẽ là 10 cm các bác nhé. Cái mặt bích ở đây thì vẫn là 9x9 này. Có cái chân đế tăng chỉnh như này thôi. Con này nó chỉ khác con này có một cái chân đế tăng chỉnh thôi các bác nhé. Chân đế tăng chỉnh sao đây. Một bộ 4 bánh này, con này là 4 bánh là 450.000 đồng các bác nhé. 450k này. Trên một bộ này. Đấy, một bộ sẽ là 4 bánh nhé. Đấy, em chỉ có một bộ thôi. Mã AC600 này em về đẹp như này em về được một bộ duy nhất các bác nhé. Đấy. 450.000 đồng một bộ cho các bác, bộ bánh xe số 2 này.
Tiếp theo ở đây thì em có cái chân đế nhé. Chân đế hoặc các bác về làm những cái chân đe được này. Chân đế hoặc làm những cái chân đe nhé. Đấy, chân này thì là chân bằng thép rất là dày. Chân bằng thép nó rất là dày luôn các bác nhé. Cái thước của nó là dài 14 này, rộng là 10,5 này. Và chiều cao ở đây là 11,2 cm nhé. Hai cái mặt thép này, hai cái mặt thép này nó sẽ dày là một cái là 2.7, 2.8, 28mm là 2,8 cm này. Còn này 2,7 rồi, 2,7 cm các bác nhá. Còn cái này là 2,4 cm này. Đấy, một cái mặt dày 2,7 và một dày 2,4. Đấy, mặt thép rất là dày, các bác về có thể làm những cái đe mini được các bác nhá. Đấy, giá là 180.000 đồng. Các bác về có thể làm chân đế hoặc làm đe mini đều ok các bác nhá. 180.000 đồng một cái. Hàng này thì nó là đặc, thế nên mà nó siêu nặng luôn các bác nhá. Đấy, mỗi cái này họ đã được thiết kế rồi, mỗi cái nó nặng tròn 6kg. Đấy, giá là 180.000 đồng một cái. Và phí ship cho những cái chân này này nó sẽ rơi vào khoảng là 40.000 đồng các bác nhá. Rơi vào khoảng là 40.000 đồng một cái nhá. Đấy, các bác lưu ý về cái vấn đề hàng nặng, phí ship nó cao các bác nhá. Tiếp theo thì ở đây em có những cộ chân tăng chỉnh này. Chân đế tăng chỉnh số 1 nhá. Đấy, hai chân đế này được làm bằng thép các bác nhá. Làm bằng thép mạ bóng này, mạ chrome bóng như này. Đấy, không phải là inox đâu các bác nhá. Các bác lưu ý, nhiều bác cứ nghĩ là nó là inox, nó không phải inox đâu. Đấy. Kích thước chiều cao này. Kích thước chiều cao của nó sẽ là 19 cm các bác nhá. Chiều cao là 19 này. Phần đế ở đây là 7,8 cm này, phần đế là 7,8 và đường kính gen vặn của nó là 20mm, có nghĩa là 2cm các bác nhá. Mã chân tăng chỉnh số 1 giá là 220.000 đồng một bộ 4 chân nhá. 220.000 đồng một bộ 4 chân này. Em có rất là nhiều bộ ở đây các bác nhá. Các bác lấy thêm vẫn có nhá. Em chỉ bày ra một ít để quay cho các bác thôi. Rồi, tiếp theo thì ở đây này, góc nhôm 3 và góc chưa thành nhôm 4 thì em vẫn còn nha các bác nhá. Những cái góc chưa thành nhôm 3 và góc chưa thành nhôm 4 thì hàng có nhiều các bác nhá. Nhôm 4 em có nhiều hơn nhôm 3. Nhôm 3 thì em còn một ít thôi. Đấy, giá vẫn là 100.000 đồng 30 cái nhá. Đấy, 100.000 đồng 30 cái, hai loại như nhau. Nhôm 3 hoặc nhôm 4 như nhau các bác nhá. Đấy, 100.000 đồng 30 cái. Đấy. Nhôm 3, nhôm 4 như nhau nhá, giá như nhau các bác ạ. Đấy. Kia góc nhôm 3 và kia góc nhôm 4 này. Đấy, nó giá như nhau cho các bác, cho các bác dễ chọn các bác nhá. Đấy, ngoài ra thì cái khay này em vẫn có bán luôn các bác nhá. Đây, những cái khay khay này là khay của sân bay các bác nhá. Khay từ sân bay về. Đấy. Các bác xem ở đoạn sau video nhá. Đấy, sau hết đoạn này thì em sẽ có những cái đoạn khay cánh cửa cho các bác này. Tiếp theo thì ở đây thì em có những cái cục phe tháo máy cho các bác nhé. Cho bác về là các bác audio này, hay quấn những cái cục phe, quấn những con biến áp xịn. Đấy, tự quấn những con biến áp để sử dụng các bác nhé. Đấy, các bác có phe này, kích thước phe này, thì các bác sẽ quấn ra được những con biến áp rất là chất lượng nhé. Cái hàng Seco này, hàng phe Seco này cũng khá là hiếm các bác nhé. Đấy, kích thước bán rộng của phe nó sẽ là 7cm này. Cái chiều này là 7cm này. Chiều dài tổng thể nó sẽ là 13 này, 13,5 nhé. Và độ dày phe ở đây là 2,5cm nhé. Đấy, giá là 600.000 đồng. 600.000 đồng một cái phe như thế này. Một cái phe Seco cho các bác về DJI, những cái con biến áp cách ly này, cho những cái dàn âm thanh của mình. Các bác tự quấn cũng được các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là mẫu S26 các bác nhé. Mẫu S26 này có giá là 600.000 đồng. À, 60.000 đồng một tấm lưới này. Đấy, 60.000 đồng một tấm lưới các bác nhé. Đấy. Kích thước chiều dài của cái tấm lưới inox này này, nó sẽ là 44,5cm này. Và chiều rộng là 19cm các bác nhé. Đấy. Giá là 60.000 đồng một tấm cho các bác nhé. 60.000 đồng một tấm này. Hàng thì có khá là nhiều ở đây. Các bác lấy nhiều cũng có các bác nhé. 60.000 đồng một tấm thôi. Tiếp theo ở đây thì em có những cái hộp số góc này, hộp số góc của Italia nhé, Moto Vario của Ý nhé. Đấy, hộp này đây, đây là cái hộp, đây là cái đầu vào nhé. Kích thước đầu vào của nó là 9mm này, và cái đầu ra của nó là 13mm nhé. Đây, họ đang gắn cái này, gắn thêm một cái chốt vào đây để họ chuyển đổi sang cái trục khác đấy.
Đấy. Cái này thì nó bị dính vào đây một chút nhé. Các bác gõ một chút là nó ra rồi. Đây, hoặc là lấy cái gì đóng từ đây là nó ra rồi. Đấy, trục là 13 và trục 9mm nhé. Cái mặt này này thì các bác có thể gắn động cơ step 56, 56 hoặc 60 vào đây. Đấy. Đó, hàng Moto Vario của Ý nhé. Được làm bằng nhôm, vỏ của nó được bằng nhôm hợp kim. Thế nên mà rất là nhẹ nhàng và rất là chắc chắn các bác nhé. Kích thước này, chiều dài của phần hộp số này nó sẽ là 8 nhân với 7 và độ dày là 4,3 cm nhé. Còn cái mặt này là 6x6 rồi, cái mặt bắt động cơ này là 6x6 rồi. Đấy. Một 5 vòng của cái trục động cơ này này thì cái trục ra này nó sẽ xoay được một vòng các bác nhé. Đấy. Giá là 190.000 đồng một cái nhé, hộp số ở góc của Ý cho các bác này. Tiếp theo thì em có những cái gối bi nhá, cái gối này thì gá những cái trục thôi, gối bi gá những cái trục động cơ thôi. Đấy. Cái phần đế này nó có kích thước chiều dài là 10, chiều rộng là 2 và chiều cao là 5,5 cm nhá. Cái trục này thì nó có thể xoay nghiêng rồi đây, nó đang nằm xoay nghiêng đây các bác này. Trục này thì có thể xoay nghiêng, xoay lên xoay xuống được các bác nhá. Đấy. Cái đường kính lỗ trục ở đây nó sẽ là 2 cm, có nghĩa là 20 mm. Các bác gắn con động cơ 20 mm, à gắn cái lỗ trục 20 mm vào đây, rất là đẹp, rất là ok nhé. Em bán theo cặp nhé, 40.000 đồng hai cái nhé. Mã gối bi số 1 này, gối bi số 1 40.000 đồng hai cái cho các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây em có những cái văn khóa này, văn khóa bằng đồng thau các bác nhé, văn khóa bằng đồng thau hàng lưu kho, hàng dự án kho, dự án của công ty họ xong dự án ấy. Cái hàng vendor nó sẽ bán những cái linh kiện còn lại đi để kiếm chắc các bác nhé. Đấy, con này thì nó chưa sử dụng đâu. Đấy, làm bằng đồng vàng này, đồng vàng hoặc đồng thau các bác có thể hiểu hai nghĩa nhé. Có một cái gen đực này và một gen cái này, gen 1/2, gen 21 thông dụng các bác nhé, gọi là văn khóa 21 đấy. Giá 90.000 đồng một cái nhé. Cái tay nắm này nó sẽ làm bằng thép đấy. Văn khóa 21 90.000 đồng một cái cho các bác nhé. Tiếp theo là mã S27 này. Ở đây thì em có một cái cụm tinh chỉnh nhé. Cụm tinh chỉnh này thì nó tinh chỉnh kích thước của nó là sang trái sang phải này. Đấy. Sang trái, đây là có một cái trục này, sang trái sang phải này. Đây. Và một cái trục là ra vào này, tiến lên vào này, đây, ra vào ở đây này. Và một cái trục là lên xuống này. Đấy. Một cái trục lên xuống ở đây này, giá là 650.000 đồng một cụm như thế này cho các bác nhé. Cái chiều dài của cái phần đế này là 18 này. Cái phần ra vào ở đây nó sẽ là 11 cm này. Và chiều cao tổng thể của nó sẽ là khoảng 30 cm các bác nhé. Mã S27 650.000 đồng một cụm cho các bác nhé. S27 này 650k một cụm này. Tiếp theo là ở đây là mã S28 này, có giá là 280.000 đồng một cái tay gá màn hình máy tính nhé. Các bác có thể gá màn hình máy tính hoặc về gá những cái khác, tùy các bác thôi. Các bác có thể làm chế những cái tay cho những cái camera cũng được các bác nhé. Đấy. Vươn dài cái camera có thể theo dõi được dài nhé. Con này thì nó sản xuất tại Đài Loan này, cái đế được làm bằng thép và cái thân được làm bằng nhôm nhé. Cái đế được làm bằng thép này, cái thân được làm bằng nhôm công nghiệp, nhôm hợp kim các bác nhé. Đấy, có thể vươn ra và gấp lại gọn, rất là ok. Có lỗ bắt ốc ở đây cho các bác này, rất là tiện nhé. 280.000 đồng một cái nhà máy S28 này. Tiếp theo là máy S29 này, em có những con động cơ này. Đấy, con động cơ này. Đấy, có đế ở đây các bác nhé. Con động cơ này có đế ở đây rồi. Đấy. Con động cơ này và có đế các bác có thể bắt ốc vào tường để cố định nhá. Đấy. Đấy, cục động cơ này và cả điều khiển nữa các bác nhá. Đấy. Cục động cơ và cả con điều khiển như này này. Đấy, sẽ có giá là 300.000 đồng một bộ các bác nhá. 300.000 đồng một bộ động cơ và điều khiển, các bác cắm điện 220V ở đây và điều khiển ở đây để sử dụng thôi. Mã S29 nhá, 300k một bộ cho các bác. Các bác có thể về chế cháo các bác nhá. Đấy. Tiếp theo là mã S30 này, sẽ có giá là 100.000 đồng một cái đèn. Đèn này là đèn của Hàn các bác nhé. Đèn của Hàn nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, Fairlux này, đèn của Hàn sản xuất tại Trung Quốc này. Đây,
hãng của hãng hãng Jacon Felax này. Đấy, con này là điện 220V nhé. Đấy, công suất là 7W các bác nha các bác. Về thắp trên những cái tủ trưng bày đồ đạc là rất là ok này. Đấy, giá là 100.000 đồng một cái nhé. Con đèn này dài. Con đèn này là dài. Ôi trời. 58cm các bác nhé. Dài 58cm này. Đấy, mã S30 100.000 đồng một cái cho các bác nhé. Tiếp theo là mã S31 này, có giá là 70.000 đồng hai cái nhá. Hai cái con đèn này này, hàng em về em test thì nó bị hư một đèn các bác nhá. Trong ba cái đèn này nó sẽ hư một đèn này đây. Test thì có ghi là hư một đèn ở đây các bác này. Cho các bác về chế cháo này, nghịch tháo ra có khi là nó bị bung dây hoặc là có khi nó bị cái vấn đề gì đó về cái đèn. Đấy, các bác có thể về thay tháo ra thay thế nhá. Giá là 70.000 đồng hai cái nhá. Đèn 3 màu của Hàn Quốc nhá. Đấy, sử dụng điện DC 24V. Đấy. Giá là 70.000 đồng hai cái nhá. Mã S31 70.000 đồng hai cái cho các bác này. Đấy, cho các bác về có thể ngâm cứu thay thế những con đèn khác hoặc là cũng không rõ là bên trong nó phải là bị cháy đèn hay không hay là nó do vận chuyển nó bị bung dây ra thôi. Đấy. Giá là 70.000 đồng hai cái nhá các bác nhá. Hai cái đèn này này. Mã S31 đây các bác nhá. Đấy. Tiếp theo là mã S32 này có giá là 100.000 đồng ba cái át. Át tép các bác nhé, át tép của Siemens này, hãng Siemens của Đức này, công suất là 10A các bác nhé. Hãng Siemens của Đức nhưng mà công ty nó đặt tại Trung Quốc thôi, Made in China này. Hàng 10A các bác nhé, đấy, hàng 10A, rất là đẹp. Đấy, mã S32 giá là 100.000 đồng 3 cái, 100k 3 cái này cho các bác này, mã S32 này. Đấy, hàng Siemens của Đức rất là đẹp nhé. Tiếp theo là mã S33 có giá là 70.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em có những con át chống giật LS của Hàn Quốc này. Đấy, sử dụng điện là 220V nhé. Công suất của nó là 6A thôi. 6A, dòng dò của át chống giật này là 30mA nhé. Đấy, con này 6A, át cài ray này. LS East Korea đây các bác này. Đấy. Con này 6A thì sử dụng 1200W nhé. 1200W thì các bác những cái thiết bị mà hay bị rò điện, giật điện như tủ lạnh, máy giặt hoặc là những cái bơm nước ấy. Đấy, thì các bác sử dụng con này nhé. Con bơm nước vài trăm W, 300-400W sử dụng quá ok nhé. Đấy, máy giặt, tủ lạnh nhé. Máy giặt thì nhiều khi con motor của nó những 1000-2000W kia, thế nên mà các bác không sử dụng được rồi. Đấy. Các bác chỉ sử dụng được bơm nước và những cái tủ lạnh thôi các bác nhé. Đấy. Hoặc là những cái chỗ mà bóng điện ở bên ngoài trời nó có hay bị han rỉ, rò rỉ thì các bác nên dùng một con át như thế này cho nó an toàn các bác nhé. Mã S33 70.000 đồng một cái nhé. 70k một cái này. Tiếp theo là mã S34 nhé. Mã S34 có giá là 80.000 đồng. 80.000 đồng một cái lọc nguồn TDK Lambda của Nhật này, sản xuất tại Trung Quốc nhé. TDK Lambda của Nhật lắp ráp tại Trung Quốc chứ không phải sản xuất các bác nhé. Nó lắp ráp tại Trung Quốc. Đấy, con này là 2 tầng lọc nhé. Sử dụng điện 220V 6A. Đấy, đầu vào đầu ra, hai đầu này thì đầu nào vào đầu nào ra cũng được. Các bác đấu thoải mái nhé. Còn những cái con khác thì nó sẽ có đầu vào đầu ra rồi. Nhưng con này thì là nó hai đầu nó được vào ra đầy đủ các bác nhé. Chiều dài ở đây là 10cm này. Chiều rộng ở đây là 5,2 này. Chiều cao ở đây là 3cm các bác nhé. Đấy, mã S34 giá 80.000 đồng. 80.000 đồng một cái nhé. TDK Lambda của Nhật. Con này 6A. Tiếp theo là mã S35 này. Có giá là 70.000 đồng. 70.000 đồng một cái nguồn. Con này là nguồn 12V DC các bác nhé. Các bác cắm điện 220V bằng cái đầu rắc nồi cơm điện ở đây này, có công tắc này. Đấy, có đầu dây ra họ cắt này, có quạt tản nhiệt ở đây các bác nhé. Đầu dây ra thì bị cắt rồi, trong nhà máy ra họ cắt. Có cầu chì này. Có cầu chì này, có quạt tản nhiệt ở đây các bác nhé. Điện đầu ra là 12V 3A các bác này. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 17cm này. Chiều rộng là 9 này. Và độ dày ở đây là 4,8cm nhé. Mã S35 có giá là 70.000 đồng một cái các bác nhé.
Tiếp theo là mã S36 này, em có những con nguồn của Hàn Quốc. Đấy, điện đầu vào là 220V, điện đầu ra là 24V 21A, giá là 400.000 đồng một con nhé. Kích thước chiều dài của nguồn nó sẽ là 21 này, chiều rộng nguồn là 12 này, và độ dày nguồn là 9,3 cm này. Đấy, giá là 400.000 đồng mã S36 cho các bác nhé. Em có hai con này. Tiếp theo là mã S37 này. Mã S37 có giá là 200.000 đồng một ống nhé. Đây là 200k một cái ống chịu áp này. 200.000 đồng một cái ống chịu áp nhé. Ống này chịu áp 140kg này, 13,7 MPa là 140kg này. Ống này là ống gen 21 đây các bác này. Đây, gắn những cái ống gen 21 cái van khóa này này. Đấy, khá là vừa các bác nhé. Đấy, các bác có thể về chế những cái đoạn này. Cái đoạn này này các bác có thể chế những cái ống, cái đoạn dẫn nước này. Cái đoạn dẫn nước mà nó bị cong ấy. Đấy, bị khúc cua này. Đấy, khúc cua các bác cần không mà rất là hẹp. Đấy, khúc cua rất là hẹp mà các bác cần dẫn những cái ống nước này. Đây là cái ống chịu áp rất là tốt các bác nhé. Đấy, 200.000 đồng một ống, 10 ống chịu hơn 100kg. Kích thước chiều dài ở đây sẽ là 90cm nhé. Các đoạn ống này dài 90cm cho các bác nhé. Giá là 200.000 đồng, mã S37 các bác nhé. Mã S37 nhé. Tiếp theo là mã S38 này. Ở đây thì cũng có cái ống chịu áp nhé, 20 cân. Con này cũng chịu 20kg. Đấy, hàng của Mỹ này, Made in USA nhé. Con này ống nhỏ hơn. Con này ống gen này là ống gen 13mm này. Ống gen 13 nhé. Đấy. Em đo lại thước một chút này. Ống gen này ống gen 13mm các bác nhé. Đấy. Ở trong nhà máy thì họ dùng những cái ống này để đang là dẫn nước làm mát này. Đấy. Về thì mình có thể là sử dụng ống hơi, ống nước làm mát tùy mình các bác nhé. Cái đầu của nó là bằng đồng, còn cái con này nó đầu của nó được làm bằng inox này. Đấy. Đấy, sợi này dài 93cm, giá là 100.000 đồng một sợi mà S38 các bác nhé. Đây, con này cũng dài 90 này. Con này rất là đẹp. 200.000 đồng một sợi, em có một sợi thôi. Tiếp theo là mã S39 nhé. Ở đây thì em có một cái hộp bằng nhôm nhé. Đây, hộp bằng nhôm có quai này, có quai sách này. Đấy. Đấy, bên trong không có gì đâu các bác nhé. Bên trong trống không, nó là bằng nhôm này. Ở đây thì có một cái chỗ chờ sẵn để lắp công tắc on off này. Đế này. Đế thì có hai cái tai này này, để các bác có thể bắt lên tường này. Cái này các bác là hộp bằng nhôm này. Đấy, rất là đẹp luôn này. Kích thước chiều dài ở đây sẽ là 50cm nhé. Đấy. Chiều rộng ở đây là 34,5 này. Và chiều cao ở đây sẽ là, chiều cao ở đây nó sẽ là 11cm thôi nhé. 11cm này. À, có những cái, nó cắt những cái ô thoáng này để mát này các bác này. Đây, đường sau cũng có ô thoáng các bác nhé. Đấy. Rất là đẹp, hộp bằng nhôm được sơn, được anốt màu đen các bác nhé. Đấy, hộp nhôm anốt màu đen các bác. Đấy. Mã S29 có giá là 250.000 đồng một hộp các bác nhé. Con này S29 nhé. Đấy, nó khá là nhẹ nhưng mà nó rất là to và cồng kềnh. Đấy, mã S39 250.000 đồng một hộp cho các bác nhé. Tiếp theo ở đây là mã S40 nhé. Mã S40 em có một con máy rung rửa siêu âm này. Máy rung rửa siêu âm của Hàn Quốc các bác nhé. Đây. Hàng chạy bằng cơ rất là bền luôn. Công tắc này là công tắc bật heater, có nghĩa là bật sấy nhá. Còn đây là cái rơ le thời gian của nó này, các bác vặn bao nhiêu phút thì nó sẽ rung bấy nhiêu phút để sử dụng nhá. Đây, hàng của Hàn Quốc này. Đấy, con này 1 lít 2 các bác nhá. Tần số rung của nó là 40kHz nhá. Công suất của nó khoảng từ 50 đến 85W thôi các bác nhá. 50 đến 85W, giá là 2,5 triệu con máy rung này, mã S40 nhá, rất là siêu và đẹp. Đây, hàng hoạt động ok các bác nhá, cắm điện hoạt động ok, hàng thao máy hoạt động ok nhé. Con này nó đang bị bung cái đế bên trên ra thì sẽ dùng keo gắn lại cho các bác nhé. Đấy. Đây, đây, đấy, nó đang rung luôn rồi đấy các bác này. Đấy. Bỏ cái cục gì vào cho nó rung cho nó dễ. Cái này rung không được, nó rung siêu âm, nó rung tần số cao, thế nên mà
các bác chỉ cần để cái tay này, để cái tay vào bên trong này, cảm giác là những cái lông tay thôi, nó rung, tay mình cũng rung luôn các bác nhé. Đấy, các bác chỉ bỏ vào đây thì các bác có thể cảm nhận được luôn. Đấy. Còn quay video thì nó nhìn nó không ra được. Đấy. Rồi, mã S40 giá là 2 triệu 500 nghìn đồng con máy rung nhé. Hàng đẹp như mới luôn các bác nhé. Con máy rung siêu âm đẹp như mới. Công suất 50 đến 80W. Đấy. Bình bình rung dung tích là 1 lít 2 các bác nhé. Đấy, các bác nào làm những con máy pin, máy công cụ hay dùng con rung này để vệ sinh thì rất là ok này. Mã S40 2 triệu 500 nghìn đồng cho các bác này. Tiếp theo thì ở đây em có những cái cảm biến báo cháy này, báo khói nha các bác nhé. Cảm biến báo cháy, báo khói này. Đợt này thì nó về nó hơi xấu một chút nha, hàng nó hơi xấu một chút, giá là 130 nghìn đồng một cái này. Đấy. Tiếp theo là những cái còi báo này, còi báo số 1 có điện 12-24V này. Nó sẽ là 150 nghìn đồng một cái nhé, sử dụng điện 12 hoặc 24V nhé. Và còi báo số 2 này cũng 12 hoặc 24V này, giá là 250 nghìn đồng một cái cho các bác nhé. Ở đây thì em sẽ có một cái video test những cái loa và cái còi báo này cho các bác nhé. Và có các bác mua cả còi báo cả loa thì sẽ có sơ đồ đấu nối cho các bác, gửi kèm cho các bác đấu nối các bác nhé. Tiếp theo là mã S41 này. Em có những con quạt ion nhé. Con quạt ion này thì nó bị thiếu mất cái nắp đằng sau này. Thiếu mất cái nắp đằng sau các bác nhé. Quạt ion thiếu nắp đằng sau này. Đấy. Quạt của Sanji các bác nhé. Quạt ion blower sử dụng nguồn DC24V nhé. Các bác sử dụng nguồn điện DC24V này. Có công tắc on off ở đây các bác nhé. Đấy, có công tắc on off ở đây này. DC24V. Đấy. Hàng rất là đẹp. Có đế này. Có đế các bác có thể vặn ngang vặn dọc các bác này. Đấy. Kích thước của quạt này nó sẽ là cao, đây là em tính cả đế cho các bác nhé. Cao của nó là 25, rộng ở đây là 18 này. Và độ dày của quạt nó sẽ là khoảng 9cm nhé. Đấy, ở đây thì nó mất cái lưới chắn đằng sau, các bác phải kiếm cái lưới khác vào đây nhé các bác nhé. Mã S41 này là 380 nghìn đồng một cái nhé. 380 nghìn đồng một cái. Tiếp theo là mã S42 này. Ở đây thì em có những có một cái thôi, gọi là một cái công tơ điện. Con này công tơ điện của Nhật các bác nhá, hãng Fuji. Hãng Fuji của Nhật này. Đấy, toàn tiếng Nhật thôi. Con này thì dây điện của nó là 3 pha các bác nhá. 3 pha. Đấy, 3 pha điện 200V của Nhật các bác nhá. 3 pha điện 200V của Nhật chưa sử dụng này. Kilowatt của nó đang dừng ở mức số 5 này là nó test thôi nhá. Cái này là test thôi này. Đấy. Đây là nó mới test đến một chạy ok đến đây thì là nó dừng này. Đấy, hàng còn lưu kho hầu như chưa sử dụng đây các bác này. Hàng đẹp như mới luôn các bác nhé. Hàng của Nhật. Đấy. 3 pha 220V các bác nhé. Đấy, các bác có thể sử dụng điện 220V nữa mình bằng cách sử dụng 2 dây thôi. Nhưng mà em cũng không biết là nó có chuẩn xác hay không nhé. Các bác mua về để siêu tầm cũng được các bác nhé. Rất là đẹp. Đây, mặt thì là mặt kính các bác nhé. Đấy, 750 nghìn đồng một con này. Con đồng hồ 3 pha của Nhật. Rất là đẹp luôn. Đấy, mã S42 các bác nhé. 750k, em chỉ có một cái thôi. Đấy. Tiếp theo là mã S43 này. Có giá là 280 nghìn đồng một cái hộp bằng nhựa nhé. Hộp bằng nhựa tháo máy của Hàn ra các bác nhé. Hộp bằng nhựa mặt trong này, cái tay vặn của nó như thế này. Vặn nhiều, những cái tay vẫn vặn nhiều ra vào, đâm ra là nó đen ra thôi. Mình về lau dọn thì nó sẽ là sạch. Đấy. Kích thước chiều dài ở đây nó sẽ là 28cm này. Chiều rộng ở đây là 19 này. Và chiều cao ở đây sẽ là 13cm các bác nhé. Đây, cái hộp này thì nó là cái hộp heater box của trong nhà máy. Họ làm những cái công tác rơ le các kiểu nằm ở đây các bác nhé. Mã S43 280 nghìn đồng các bác nhé. 280 nghìn đồng một hộp này. Tiếp theo thì em có những cái bình thép các bác nhá. Đấy, bình thép 22 lít sơn tĩnh điện rất là đẹp, bình thép 22 lít sơn tĩnh điện màu ghi rất là đẹp này. Đấy, bình thì là của SMC Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc nhá. Bình chịu áp được là 10 kg. Đấy, dung tích 22 lít sản xuất 2019 các bác nhá. Ở đây thì có một cái van an toàn này. À xin lỗi các bác, ở đây là có một cái van một chiều này, các bác cấp hơi vào đây thì nó sẽ
kín lại luôn nhé, không bị hở nữa này. Ở đây thì sẽ có một cái van an toàn này, van an toàn bằng đồng nhé, một cái đồng hồ áp ở đây các bác này. Đấy, mã bình thép 22 lít này, có giá là 950.000 đồng một bình các bác nhé, 950.000 đồng một bình. Bình này nó nặng 15 kg nên phí ship cũng khá hơi cao một chút các bác nhé. Phí ship khoảng rơi vào khoảng là 100.000 đồng một bình đấy. Đấy, các bác lưu ý nhé, bình thép 22 lít 950.000 đồng. 950.000 đồng một bình cho các bác này, sơn tĩnh điện nhé. Và bằng thép sơn tĩnh điện, bên dưới thì đầy đủ những cái van khóa này đây. Ui trời, nó trượt. Đây, bên dưới thì đầy đủ những cái van khóa đây cho các bác này. Các bác có thể xả xiếc ở đây này. Chân đế thì có lỗ để cho các bác bắt ốc các bác nhé. Đấy, bình thép 22 lít 950.000 đồng một bình. Tiếp theo thì em có những con quạt của Đức các bác nhé. Quạt MP-Bass này, quạt Đức này công suất là 30W này. Đấy, quạt MP-Bass của Đức nhé, công suất là 30W khi sử dụng điện DC 24V nhé. Nhưng mà con quạt này thì các bác muốn sử dụng điện từ 12V vẫn được nhé. Nó có thể chạy được từ 12V đến 30V nhé. Quạt này có thể chạy 12V đến 30V. Đấy, càng điện yếu thì công suất nó càng giảm thôi các bác nhé. Đấy, càng điện yếu thì công suất nó càng giảm. À, cái công suất đây là nó chỉ ghi là điện 24V thì là sử dụng được 30W này, là công suất của nó là 30W các bác nhé. Các bác có thể dùng 12V để cho nó nhẹ hơn, công suất nó giảm hơn nhưng mà nó vẫn mát các bác nhé. Quạt của Đức sản xuất thì nó rất là ok rồi. Này sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 cánh nhé. 5 cánh đẩy gió các bác nhé. 5 cánh đẩy gió, khung tròn là khung nhôm các bác nhé. Khung tròn là khung nhôm này. Đấy, khung nhôm tròn các bác nhé. 5 cánh để gió, hàng rất là khỏe. Đấy, hàng rất là khỏe và rất là đẹp luôn các bác nhé. Chỉ là cái tem nó hơi xấu thôi một chút thôi. Đấy, quạt của Đức này, sản xuất tại Hungary này. Quạt Đức 30W giá là 150.000 đồng một cái các bác nhé. 150.000 đồng một cái cho các bác này. Đường kính của quạt này sẽ là 17cm nhé. Độ dày của quạt sẽ là 5cm các bác nhé. Đấy, 150.000 đồng một cái quạt của Đức này, 30W các bác nhé. Tiếp theo một cái quạt của Đức nữa, công suất nó sẽ lớn hơn nhé, 41W các bác nhé. 41W giá là 170.000 đồng này. Đấy, nó vẫn sử dụng điện là từ 12 đến 30V được các bác nhé. Ở điện 24V này thì nó sẽ là 41W này. Nếu mà ở 12V thì nó rơi vào khoảng hơn 20W thôi. Đấy, các bác có thể là về sử dụng điện 12 hoặc 24V nếu nhà mình có nhá. Đấy, muốn đạt cái công suất chuẩn khi 41W thì các bác sử dụng điện DC 24V nhá. Các bác tăng lên 29-30V thì nó sẽ lên được khoảng 50W hơn. Đấy, kiểu như thế. Quạt của Đức sản xuất tại Hungary các bác nhá. Đấy, giá là 170.000 đồng một cái, mã quạt Đức 41W này các bác này. Đường kính quạt vẫn là 17cm và độ dày quạt vẫn là 5cm nhé. À, hai quạt thì đều có những cái gá lỗ bắt này. Lỗ bắt này, đường bên trên này, bên dưới này, vào khung này. Đều có tất cả các bác nhé. Các bác có thể thoải mái bắt nhé mà không lo ảnh hưởng nha các bác nhé. Quạt này này, riêng cái quạt này các bác nhé. Riêng cái quạt này các bác có thể tháo này. Có thể tháo cái mặt này ra rời nhé. Có thể tháo cái mặt này ra rời bằng mấy con ốc hoa thị ở đây này, ba con ốc hoa thị thì các bác có thể tháo cái mặt này rời. Đấy, tháo cái khung này rời ra, các bác có thể chế cháo nữa các bác nhé. Đấy. Đấy, mã quạt Đức 41W giá là 170.000 đồng một cái cho các bác nhé. 170k một cái này. Tiếp theo thì ở đây em có những con motor giảm tốc của DKM nhé. Motor giảm tốc 40W của DKM giá là 560.000 đồng này. Con này ở trên nhà máy thì họ chạy bằng biến tần các bác nhé. Mình không có biến tần thì mình về chạy bằng tụ thôi. Điện sử dụng là 220V, công suất là 40W nhé. Đấy, tốc độ quay của con này là 1350 vòng trên 1 phút nhé. 1350 vòng trên 1 phút này. Đấy. Và cái hộp số giảm tốc của nó là giảm xuống 36 lần nhé. Có nghĩa là các bác lấy 1.350 chia cho 36, nó rơi vào khoảng 35 vòng trên 1 phút các bác nhé. Nó rơi vào khoảng 35 vòng trên 1 phút con motor này. Thì ở đây thì em sẽ test cho các bác một chút về cái công suất. Và các bác có thể cho các bác một vài con tụ nhé, cho các bác biết là thông số tụ của nó như thế nào, để các bác có thể về tự mua tụ để lắp nhé. Chuyển đổi từ biến tần ra tụ thôi.
thì nó cũng chả ảnh hưởng gì các bác nhá. Đấy, ở đây thì em đấu bằng cái màn hình Acura để xem công suất nhé, nó hơi vướng víu một chút các bác à, thông cảm giúp em nhé. Đây em đấu hơi loằng ngoằng một chút. Đấy, các bác đợi em một chút này. Em sẽ đẩy xa xa ra một chút cho dễ nha, vì không may điện đóm nó em để em chưa buộc lại, em mới soạn ra kịp thôi. Em đấu sẵn dây rồi các bác nhé, em đấu sẵn dây thế nên mà chưa soạn ra kịp. Thì các bác chỉ quan tâm đến cái đồng hồ thôi các bác nhé, quan tâm đến chỗ cái đồng hồ này, vì là cái đồng hồ này là em đo điện đo công suất thôi. Đấy, em sẽ cắm điện này. Đấy, cái em cắm điện của cái đồng hồ màn hình Acura nhá. Lát nữa em sẽ đưa giơ lên cho các bác xem nhé. Em đang nhìn xem là cái những cái đầu dây điện này em không quấn, em chưa quấn cái bằng dính điện này thì phải để tách ra, chứ không may nó chậm chập các bác nhá. Đây em đang dùng một con tụ nhá. Đây em bật rồi này, motor thì nó đang quay đây các bác nhá. Đây motor thì nó đang quay này. Đấy, motor thì nó đang quay bình thường này. Đấy, thì các bác đợi một chút cái đồng hồ điện nó khởi động lên các bác nhá. Đây, em dán cái tem lên đây cho các bác biết là nó đang quay nhá. Đây, cái em test bằng cái màn hình Acura các bác nhá. Đây, đợi một chút cái màn hình Acura này nó sẽ khởi động này. Đấy, đây các bác này. À, cái màn hình Acura nó đang báo này, điện 228V nhé, dòng ăn là 0.2 này và công suất là 42W này, 42W các bác nhé. Đây đúng vào cái công suất là 40W nhé, sử dụng điện 220V thì nó về 40W nha, vì đây là điện 228 thì công suất nó sẽ khác lên. Ví dụ các bác điện nhà các bác lên tận là 230 thì nó sẽ lên là 47-48W gì đấy. Đó. Đấy, nó đang chạy rất là ok các bác nhé. Đấy, chạy ok. Đấy, công suất nếu mà các bác về các bác sẽ lắp một con tụ 5mm đến 6mm là được nhé. 5 đến 6mm vào đây. Thì trên nhà máy thì nó sẽ hiện. Ô, em quên rồi, em để test cái đèn. À, test cái quạt. Đấy, em đang để là con này em đang dùng là 6mm thì nó đang hơi quá công suất một chút nhá, lên 42W rồi. Thì các bác dùng cho em con 5mm các bác nhá. Đây. Đây em đang đấu tụ này. Em đang đấu tụ là con 6mm này, các bác về dùng cho em con 5mm là ok các bác nhá. 5mm Crofara là ok. Nó sẽ chạy bền hơn rất là nhiều. Đấy, cái mã motor giảm tốc này giá là motor giảm tốc 40W giá là 560.000 đồng các bác nhá, 560.000 đồng một con motor giảm tốc của DKM này, motor giảm tốc của DKM này. Đấy, 40W nhé, cái này thì em chưa siết ốc lại thì nó chưa chắc thôi. Giá là 560.000 đồng cho các bác nhé. Một con này các bác về đấu ra tụ để sử dụng các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây em có những con quạt của Đức này. Quạt MB Pad của Đức nhé, sản xuất tại Đức luôn, Made in Germany này. Đấy. Sử dụng điện 230V, công suất là 115W các bác nhé. Tốc độ quay là 2.700 vòng trên 1 phút này. Có tụ zin của nó, tụ Ducati nhé. Tụ Ducati sản xuất tại Energia nhé. Đấy, tụ 3 microhora, đây là tụ zin này. Đây có hai loại nhé, một loại nó là tem trắng như này, tem chữ trắng này. Và một loại là tem chữ xanh này. Đấy. Loại nào của nó cũng như nhau rồi các bác nhé. Đấy, giá là 480.000 đồng công suất này. 115W giá 480.000 đồng các bác nhé. Đấy, đường kính này em sẽ đo kích thước cho các bác một chút nhé. Đấy, đường kính quạt ở đây này, đường kính quạt ở đây nó sẽ rơi vào 23cm này, đường kính quạt rơi 23 này, miệng hút ở đây nó sẽ rơi vào khoảng 15,5cm các bác nhé. Đấy, ở đây thì em sẽ test qua cho các bác một chút công suất của nó nhé. Đấy, ở đây thì nó có sẵn dây nhợ rồi, em sẽ cố gắng là đưa ra hai đầu dây cho các bác thôi. À, nó có thêm cái đế bằng thép này, đế bằng thép có 3 cái lỗ ở đây này, các bác có thể bắt ốc cố định nha các bác nha, các bác có thể bắt ốc cố định nhá. Cái này em để gọn gọn lại một chút để quay nhá. Ở đây thì em sẽ cố gắng để em sẽ hôm sau thì em sẽ lấy băng dính nhá, em dính những cái đầu dây thừa ra
các bác chỉ về đấu hai đầu dây vào điện 220V thôi là có thể sử dụng các bác nhé. Cho rất là dễ các bác sử dụng, nhiều bác vào về cũng chưa biết đấu nối, thế nên mà cũng hơi khó khăn trong việc đấu nối nhé. Thì em sẽ là đây, em sẽ cắm nó sẽ quay này các bác này. Đấy, các bác đợi em một chút nhé. Đây, các bác đợi em một chút thì em sẽ bật cái màn hình này. Bật cái màn hình này để cho xem các bác cái công suất của nó nhé. Công suất của nó khi mà em cắm điện vào nhé các bác nhé. Đấy. Vì nó quay thì mình phải giữ vào đây chứ không là nó bùng ra mất nhé. Nó lắc trôi ra mất nhé. Các bác đợi chút nhé. Cái màn hình này nó khởi động lên thì em sẽ cho các bác biết cái công suất của nó nhé. Mình phải giữ một tay vào đây này. Giữ một tay vào đây để cho nó đỡ bay đi. Đấy. Đây, cái màn hình nó khởi động lên rồi các bác nhé. Em sẽ cắm điện này. Đấy. Chuẩn không các bác? Đây, các bác thấy không? 113W này. 112W này. 113W này. Rất chuẩn và rất là mạnh các bác nhé. Đây, các bác có thể phóng to một chút nhé. Nhìn cái đồng hồ các bác nhé. Đấy. Đấy. Các bác có thể phóng to lên nhìn cái đồng hồ để xem nó nhé. Đấy, nó là 113W đấy. Nó rất là chuẩn công suất luôn. Đấy. Chuẩn công suất cho những con quạt nhé. Đấy, dòng lúc khởi động của nó sẽ lên gấp đôi công suất. Nó khởi động lên tận 230 cơ. Lúc khởi động lên tận 230W cơ. Sau đó thì nó sẽ ổn định về là 112-113W nhé. Rất là chuẩn luôn các bác nhé. Đấy. Hàng họ làm siêu chuẩn này. Công suất là 115W các bác nhé. Giá là 480.000 đồng một con nhé. 480.000 đồng một cái quạt này cho các bác nhé. Hàng thì em có số lượng các bác nhé. Các bác mua nhiều em vẫn có nhé. Đấy. Mã quạt Đức 115W giá 480.000 đồng một con cho các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì ở đây em có những cái bộ lưu điện các bác này. Cái bộ lưu điện này thì là của APC nhé. Bộ lưu điện của APC này, nó là Black UPS 650VA nhé. 650VA nhé. Con này thì có ổ cắm thông dụng ở đường sau nhé. Đấy, ổ cắm thông dụng đường sau này. Đấy, ở đây thì em lên mã lưu điện 150.000 đồng nhé. Các bác chứ inbox qua cho em bảo là bán cho anh cái lưu điện 150k. Đấy, hoặc các bác chụp cái ảnh này này, gửi qua Zalo cho em nhé. Đấy, nó kích từ điện 12V đến 12V lên 220V. Công suất tối đa nó sử dụng được là 325W nhé. Các bác lưu ý đây là công suất tối đa là 325W. Thì các bác nên sử dụng khoảng 70-80% cho nó bền các bác nhé. 70-80% thì các bác sử dụng khoảng hơn 200W thôi, 220W thôi là nó rất là bền các bác nhé. Các bác lưu ý nha, con này thì nó kích lên điện là xin vuông, sóng vuông. Sóng vuông các bác nha, nên sử dụng quạt máy thì nó có hơi kêu một chút nhá. Khi mà mất điện ấy, thì nó có chuyển mạch hơi trễ một chút nhá. Có một chút độ trễ các bác nha. Đấy. Ví dụ các bác cắm những cái wifi, cắm cho những cái wifi nhá. Thì mất điện thì cái wifi nó vẫn nháy một cái rồi nó bật lên. Thì nó lại phải khởi động lại mất mấy phút các bác nha. Đấy. Nó vẫn là có điện kích vào thôi nhưng mà nó sẽ khởi động lại cái wifi mấy phút ấy. Đấy. Giá là 150.000, lưu điện 150k luôn cho các bác nhé. Điện từ 12V đến 220V, giá công suất là 325W nhé. Kích thước của nó này. Kích thước là dài là 30 nhé. Dài 30 này. Rộng ở đây là 9,5 và chiều cao là 14cm nhé. 14cm. Ở bên dưới này sẽ có 4 cái lỗ ốc này. Thì các bác dùng một con tu vít. Chúc em. Một con tu vít tròn nhé. Một con tu vít tròn, tròn thân. Đấy, dài. Cắm vào đây để vặn nhé. Vì ốc nó rất là sâu, nó nằm tận xuống dưới này. Đấy. Thì ở đây thì nó sẽ có hai cái đầu dây, một đen, một đỏ ra sẵn nhé.
Ở bên trong thì đang có sẵn một dây, một đen, một đỏ ra sẵn nhé. Các bác đấu vào một cái bình ắc quy của bác nhé. Tối đa cái bình ắc quy của bác sử dụng là 20A nhé, 20A. À, và các bác lưu ý nhé, dùng những cái bình còn tốt nhé thì nó mới kích được điện nhé. À, một số bác có mua về ấy, nhưng mà lại sử dụng những cái bình xe Honda đã thay thế để sử dụng thì nó sẽ không kích được đâu các bác nhé, vì cái bình xe Honda đã thay thế thì nó đã đề và sử dụng rất là lâu rồi. Mặc dù các bác đo điện ấy, nó vẫn có áp lên tận là 12V đến 13V, nhưng mà nó đó là chỉ cái áp ảo thôi các bác nhé. Cái dung lượng của nó không còn và cái dòng của nó không thể kích được nữa. Thế nên mà dùng nhựa cho những cái kích thì các bác phải dùng những cái bình còn chất lượng các bác nhé. Bình còn chất lượng thì các bác sử dụng được. À, những cái bình Honda đấy thì các bác có thể chỉ sử dụng thắp được những cái bóng đèn công suất 12V bé bé thôi nhá. À, các bác có thể thắp được nhưng mà các bác không thể kích được lên điện 220V. Các bác lưu ý giúp em nhé. Đấy, lưu ý giúp em, các bác phải dùng một cái bình còn tốt, còn mới để các bác dùng cho những con kích lên điện 220V các bác nhá. Đấy, mã lưu điện 150k, giá 150k luôn các bác nhé. Đây em ghi là mã lưu điện 150.000 đồng này cho các bác này. ABC hàng trong kho tháo máy ra thì chắc chắn là có trước sát này. Đấy, trước sát này, hãng của ABC thì rất là nổi tiếng rồi. Đấy, by Schneider Electric này, hãng của Schneider này, ABC của Schneider các bác nhé. Đấy, hàng thì em có số lượng các bác nhé. Ở đây thì em chỉ để ra khoảng 4 con để view cho các bác thôi. Hàng chỉ để là 4 con để view thôi cho các bác thôi nhé. Đấy, vì hàng em có số lượng. Tiếp theo ở đây thì em có những con lưu điện 850.000 đồng này. Đây các bác sẽ nhìn thấy cái tem của Schneider này, tem bóng của Schneider này. Đấy, có chữ Schneider Electric này, tem bóng, tem 7 màu này. Đấy, mã lưu điện 850.000, giá là 850.000 đồng luôn các bác nhé. À, điện từ 24V lên 220V, công suất là 500W các bác nhé. Kích từ 24V có nghĩa là các bác dùng hai bình ắc quy 12V nối tiếp để gắn vào. À, cái này thì các bác hơi khó gắn một chút nhé, tại vì ở bên trong này, ở bên trong thì nó cái hiện tại là nó bấm cái rắc ở bên trong, thì các bác về phải cắt ra để các bác đấu bình ắc quy ra ngoài nhé. À, các bác hơi khó đấu một chút. Đấy, các bác về phải tháo tung cái này này, tháo bốn con ốc ở dưới này. Các bác lấy cái nắp này ra thì nó sẽ, các bác sẽ thấy hai cái sợi dây nó nằm ở đây này. Hai sợi dây nằm ở đây thì các bác sẽ dùng kéo các bác cắt đi để các bác đưa ra ngoài nhé. Đấy. Con này thì có mặt điều khiển nhé, mặt điều khiển này. À, sử dụng cũng khá là dễ dàng các bác nhé. Các bác dí vào đây thì nó sẽ on và dí vào nó sẽ tắt thôi. Nếu các bác không biết những cái chức năng điều chỉnh ở đây thì các bác chỉ cần dí bật mở là nó vẫn sử dụng các bác nhé. Nó hiển thị được công suất này, đang tải bao nhiêu watt này, đang tải bao nhiêu phần trăm nhé, và pin và dung lượng bao nhiêu các bác nhé. Đấy, giá 850.000 đồng con lưu điện này. Đấy, chiều dài ở đây là 36cm nhé, chiều rộng là 14 này, và chiều cao ở đây nó sẽ là 16cm nhé. Đấy, con này công suất là 500W các bác nhé. Đấy, con này vỏ nhựa, con này vỏ thép nhé. Các bác lưu ý tại sao nó đắt hơn nhé, vì nó kích lên xin chuẩn 100%, ngắt không ngắt điện, chuyển mạch không độ trễ các bác nhé. Nó là xin chuẩn 100%. Con này xin vuông, con này xin chuẩn này. Đấy, con này bằng nhựa, con này bằng bằng kim loại, bằng thép này, vỏ thép này. Đấy, nó khác nhau là như thế các bác nhé, và nó có màn hình điều khiển nữa. Đấy, giá 850.000 đồng. Các bác lưu ý nhé, hai bình ắc quy 24V lên 220V, công suất tối đa là 500W các bác nhé. Tiếp theo thì em có những cái con đèn. Đèn này thì sử dụng điện 12V nhé. Đây là bộ nguồn của nó. Bộ nguồn thì em nối cái dây dài ra một chút để em test thôi. Đấy, bộ nguồn thì em nối cái dây dài ra để em test cho các bác thôi nhé các bác nhé. Đấy, giờ trước tiên là cái đèn này. Đấy, chiều dài của nó sẽ là 44cm nhé. Chiều rộng là 34 này. Và độ dày này, độ dày của nó sẽ là 4,5cm nhé. Đấy, khung xung quanh nó sẽ được làm bằng nhôm này, nhôm anode đen nhé. Được nhôm anode đen này. Và mặt trước được làm bằng mica, và có một cái tấm sáng ở đây á, ấm tấm trắng ở đây là hai lớp này, một lớp mica và một lớp bên trong nữa các bác nhé, xong mới đến lớp led các bác nhé. Đấy,
ở phần mặt dưới này, ở phần mặt sau này thì nó có ghi It Media của Made in Korea này. Đây là hãng Media của Hàn Quốc sản xuất nhé. Made in Media này. Độ sáng là 5500K các bác nhé. Đây, có QR đầy đủ các bác nhé. À, ở mặt đằng sau này, ở mặt đằng sau có rất là nhiều những cái lỗ nhé. Những cái lỗ nhỏ nhỏ như này, có taro sẵn gen rồi. Các bác về chỉ dùng một cái ke góc nhỏ nhỏ thôi, để các bác ke lên thì thành những cái gá đèn nhé. Đây, em ví dụ các bác nhé. Đây là những cái ke góc này, các bác không cần con to như thế này, các bác chỉ cần con nhỏ thôi. Đây, ở đây thì ví dụ hai cái lỗ đầu này thì nó sẽ đối xứng với hai cái lỗ đầu này này. Đấy các bác thấy không? À, nó hơi xa xa một chút nhé. Đây các bác này. Hai cái lỗ này này, hai cái lỗ dưới tay em này nó sẽ đối xứng với hai cái lỗ ở trên tay em này. Đây các bác có thể nhìn thấy nó đối xứng không? Và bên trong nó cũng đối xứng này, bên trong này nó cũng đối xứng thì các bác có thể kê như thế này. Để bắt những cái đèn nhé, các bác có thể dùng một cái hoặc là hai cái, các bác có thể bắt thoải mái các bác nhé. Đấy, điện sử dụng của nó là DC 12V, 12V DC các bác nhé. Đấy. Đấy. Ở đây thì em bán hai loại nhé, một là có nguồn kèm theo và hai là không nguồn các bác nhé. Đây, đèn LED số 3 này, cộng nguồn này, có nguồn này là 500.000 đồng một cái nhé. Và đèn LED số 3 không nguồn có giá là 390.000 đồng một cái nhé các bác nhé. Các bác lưu ý nhé, các bác dùng nguồn không chuẩn thì đèn nó sẽ bị nháy các bác nhé. Dùng nguồn không chuẩn hoặc là công suất không đạt thì nó sẽ bị nháy các bác nhé. Đấy. Các bác lưu ý nhé, dùng nguồn không chuẩn hoặc không đạt thì nó đèn nó sẽ bị nháy các bác nhé. Đấy. Rồi, ở đây thì em sẽ cấp điện vào để cho các bác xem độ sáng các bác nhé. Đấy, công suất của nó nhé, công suất của nó thì nó lên tới có thể lên tới cả 100W nữa các bác nhé. Nó có thể lên tới tận 100W, thế nên mà các bác lưu ý nhé, dùng một con nguồn cho nó hợp lý các bác nhé. Đấy, các bác có thể dùng con nguồn cho nó hợp lý nhé, vì công suất của nó lên tới 100W, từ 60 đến 100W cơ. Rất là sáng các bác nhé. Đây, em có thể cho các bác xem này. Nó đang sử dụng ở đây là 94W này. 94-95W đây các bác nhé. Đấy, 94-95W này. Đấy. Đấy. Nó đang sử dụng 94-95W đấy, công suất nó lên 100W cơ. Thế nên mà các bác có thể phải sử dụng là những cái con nguồn công suất nó phải là 100W. Đấy, 100W để sử dụng nhá. Đấy. Hàng rất là sáng luôn, rất là sáng và rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Ở đây thì em có hai loại nha, bán hai loại nha, một loại là có nguồn là 500.000 đồng này. Và mình đèn thôi sẽ là 390.000 đồng nhé, cho các bác lựa chọn nhé. À, vì các bác nhiều bác có nguồn rồi thì các bác không cần mua nguồn nữa. Đấy. Tiếp theo thì em có những cái con công tắc hành trình nhé. Ở đây thì công tắc hành trình số 1 này, giá là 90.000 đồng một cái nhé. Hàng Telemecanique Oxy Switch, hàng này của hãng Schneider các bác nhé. Hàng của Schneider này. Đấy, công tắc hành trình này, à, có thể là hai chiều thì đều bấm được công tắc các bác nhé. Đấy, các bác có thể xoay này. Cái này thì các bác có thể tháo ốc ra, rút ra để xoay xung quanh tròn được, để điều khiển cái chiều này cho nó hợp lý nhé. Hàng này là hãng của Schneider Electric các bác nhé. Các bác nào mà thợ điện chuyên nghiệp ấy, các bác sẽ biết là con này là con hãng chất lượng các bác nhé. Đấy, à, mã của nó là ZCP21 này. Có thể sử dụng được điện là 240V 3A, có nghĩa là công suất của nó đạt liên tục tối đa được là khoảng 600W các bác nhé. Sản xuất tại Indonesia, công ty đặt tại Indonesia các bác nhé. Ở bên dưới này, nó có thông tin của nó sẽ là ốc M4 nhé. Và đây là cái đường kính kích thước lỗ để các bác có thể khoan bắt vào cho dễ dàng này. Đây, các bác có thể nhìn thấy số ở đây nhé. Đấy, giá 90.000 đồng một cái, mã công tắc hành trình số 1 cho các bác nhé. Đây, vỏ của nó sẽ làm bằng nhựa các bác nhé. Vỏ của nó sẽ làm bằng nhựa, chống cháy các kiểu đấy. Giá 90.000 đồng một cái nhé, công tắc hành trình số 1 cho các bác, hàng rất là nổi tiếng. Hàng này thì em có số lượng cho các bác, nên các bác mua thử 1-2 cái về sử dụng thôi ok thì có thể mua lại các bác nhé. 90.000 đồng một cái cho các bác này. Tiếp theo là cái công tắc hành trình số 2 nhé, giá cũng 90.000 đồng một cái nhé. Con này thì là của Omson Nhật Bản nhé.
Omron là có hãng của Nhật Bản các bác nhá. Nhưng mà công ty thì đặt tại Trung Quốc, thế nên mà nó có make in China thôi. Còn hãng Omron là hãng của Nhật Bản nhá. Đây, nó có thể chịu được điện là 250V 5 ampere các bác nhá. Đây là điện AC. Con này thì nó chịu được cả điện DC nữa nhá. Con này chịu được điện một chiều này là 125V 0,4 ampere. Đấy, có nghĩa là điện một chiều thì nó chịu được khoảng 60W nhá. Điện một chiều nó chịu được khoảng 60W và điện điện AC, điện xoay chiều thì nó chịu được khoảng 1000W đấy các bác nhá. Rất là khỏe luôn. Con Omron của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, giá 90.000 đồng một cái thôi. Công tắc hành trình số 2 giá 90.000 đồng một cái nhá. Hàng Omron của Nhật sản xuất tại Trung Quốc nhá. À, một vài cái ốc thì nó có bị han một chút các bác nhá, vì hàng đã qua sử dụng mà. Đấy, các bác ở đây này, ở đây có cái bánh răng để lăn khi là hành trình này. Thì các bác có thể vặn con ốc này, kéo cái thanh này dài ra hoặc kéo cái thanh này ngắn lại nhá. Đấy, hoặc các bác muốn xoay mặt ấy, đấy, các bác có thể tháo ra, đấy, xoay cái góc. Cái góc này có thể xoay các góc được các bác nhá. Đấy. À, rất là tiện các bác nhá. Bên trong thì có rất là nhiều tiết điểm nhá. À, thường đóng thường mở để cho các bác có thể chi tiết nhá, các bác có thể mở ra để thay đổi những cái cầu đấu ở bên trong. Dây thì trong nhà máy thợ họ cắt ngắn thì mình về mình đấu dây khác thôi các bác nhá. Giá 90.000 đồng một cái, mã công tắc hành trình số 2 này, hàng của Omron của Nhật và sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì ở đây em có những cái tấm nhôm chống trượt các bác nhá. Tấm nhôm chống trượt này. À, một mặt thì nó sẽ là phẳng và một mặt thì nó có được dập lắm me nhá. Cái này là nó được không phải là dập mà nó là đúc nguyên khối ấy, đúc mặt lá me như thế này các bác này. Đấy. Vì đây, một mặt bên dưới thì nó sẽ phẳng như thế này. Mặt bên dưới nó sẽ phẳng nhá. Còn mặt bên này thì nó tấm nhôm nó đúc nguyên khối mà, nó đúc cái mặt thì hình lá me chống trượt như thế này này. Ở trên tấm nhôm nó sẽ có hai cái lỗ như thế này này. Một lỗ bên này và một lỗ bên đây các bác nhá. Đây. Đây, và thêm hai cái lỗ ốc như thế này thôi. Tổng là có 2, 3 và 4 cái lỗ như thế này. Đấy, đây. Các bác nhìn thấy nhá. Một lỗ ở đây, một lỗ ở đây và hai lỗ ở đây. Các bác về có thể cắt ngang này. Đấy, làm những cái bậc thang này. Hoặc là các bác có thể về làm cắt mong mỏng, làm những cái bậc lên của những cái xe tải, xe chở đồ các kiểu để chống trơn, chống trượt các bác nhá. Đấy, kích thước của nó này, chiều dài. Chiều dài sẽ là 62,5 nhá. Cái chiều dài là 62,5 cm này. Chiều rộng ở đây sẽ là 56,5 này, 56,5 cm. Độ dày của nhôm nó sẽ là 6 mm nhá. Đây. Cả cái này là nó sẽ là 6 mm này. Còn nếu mà mình cái mặt nhôm không nó sẽ là 5 mm nhá. Còn cái lá me chống trượt này nó sẽ là dày 1 mm này. 1 mm các bác nhá. Đấy, đây, cái tấm nhôm chống trượt này. Đấy, số 1 các bác nhá. Tấm nhôm chống trượt số 1 này, giá là 500.000 đồng một tấm cho các bác nhá. 500k một tấm cho các bác này. Cho các bác về có thể là chế cháo sử dụng làm những cái bậc thang hoặc là những cái vị trí mà chống trượt thì các bác có thể ốp những cái tấm nhôm này vào, rất là ok các bác nhá. Không han gì ở khi ở để ở ngoài trời các bác nhá. Kích thước em đọc lại một chút này, dài 62,5 này, rộng 56,5 này và độ dày là 6 mm các bác nhá. Giá là 500.000 đồng một tấm này. À, hàng này thì em có số lượng nhiều các bác nhá. Các bác mua 1 2 3 5 tấm thì có thể inbox qua Zalo cho em nhé. Tiếp theo thì ở đây em có những cái khay nhựa của sân bay các bác nhá. Khay nhựa màu xanh bầu trời rất là đẹp này, nó có chia ra hai ngăn nha các bác nhá. Đây, cái thương hiệu của nó là AVC. Đấy. Đây. AVC nhá, cái này là thương hiệu của cái khay này, còn cái này là cái quảng cáo thôi. À, cái gạch ốp lát này là quảng cáo các bác nhá. Đấy. Đây, một bên là để giày, một bên là để quần áo này. Đấy. Khay rất là dẻo và rất là mềm và rất là nhẹ nữa các bác nhá. Cái chiều rộng chiều dài của nó là 50,5 cm này. Chiều rộng là 38 cm nhá, chiều rộng là 38 cm này. Và chiều cao là 10 m, gọi là chiều sâu là 10 cm các bác nhá, xin lỗi các bác. 10 cm nhá. Đấy, đấy là kích thước phụ bì bên ngoài. Kích thước lọt lòng bên trong này là 46 cm nhân với 33,5 nhá, và độ sâu nó là 9,5.
đó là cái kích thước lọt lỏng và kích thước vũ bì đã giới thiệu qua cho các bác nhé. Khay nhựa sân bay rất là đẹp các bác này, về các bác có thể để đồ, để điếc. Mã khay nhựa sân bay giá là 150.000 đồng hai khay này cho các bác nhé, 150k hai khay. Đấy, bác nào cần số lượng nhiều thì có thể inbox qua cho em nhé, em có số lượng khá là nhiều cho các bác. Đấy. Tiếp theo thì ở đây em có một con quạt hút cho các bác nhé. Quạt này là quạt của Nhật luôn. Quạt này là quạt của Nhật, còn rất là mới các bác này. Đấy. Hàng này hầu như là chưa sử dụng luôn, quạt rất là mới, còn nguyên cái túi bóng này các bác nhé. Đấy. Trước tiên thì em đo kích thước luôn cho các bác nhé. Nó thuộc cái quạt như kiểu là quạt sò thôi. Này, nó quay ra đây, thổi ra đây. Nó giống như cái vỏ sò, vỏ ốc thôi các bác nhé. Đấy. Kích thước này, chiều dài của nó sẽ là 51cm này. Chiều rộng ở đây là 49 nhé. Đấy, cái phần dài, cái phần dài nhất nó phải đo từ cái mép chỗ đây này. Đấy, từ cái mép này sang cái mép này nó sẽ là 60 các bác nhé. 60 và cái phần này nó sẽ là 48-49 các bác nhé, 48cm các bác nhé. Cái phần đường kính của cái quạt không thôi nhé, nó sẽ là 42cm này. Đây là cái phần đường kính của quạt này. Các bác có thể tháo rời nhé. Các bác có thể tháo rời bằng 4 con ốc này. Hàng của Nhật nó thiết kế rất là hay, các bác có thể tháo rời bằng 4 con ốc. Nếu mà hư hỏng thì các bác có thể thay rất là dễ dàng nha. 4 con ốc bác nhắc nguyên cái quạt ra, còn cái lồng thì là vẫn giữ nguyên. Đấy. Các bác có thể thay quạt khác và lồng khác vào. Đấy. Đây là chiều quay này, nó có ghi cái mũi tên chiều quay ở đây các bác nhé. Hướng chiều quay này. Đấy. Nó quay một cái mà quay rất là êm các bác nhé. Đây, đây là thông số quạt này. Đây. Thông số quạt đây các bác nhé. Đấy. Quạt này là quạt của Panasonic này. Các bác có thể tra mã này FI3CT2S này. Công suất ở đây là nó ghi là 150W nhé. Đây là công suất trung bình 150W này. Ở đây này, nó có thể sử dụng bằng biến tần các bác nhé. Đấy, sử dụng bằng biến tần, sử dụng điện 200V này. Đấy, nếu mà 250Hz thì nó sẽ là 360W nhé. 60Hz sẽ là 411W này. Nếu mà các bác sử dụng điện 220V này, đấy là nó sẽ là 404W và 473W nhé. Đấy, ở đây là 220V này, max của nó sẽ là, đây là cái chênh áp, áp hút này, 27.8, cái này là cái áp hút và áp thổi các bác nhé. Cái này là tiếng Nhật này, mình không đọc được. Đấy, nó toàn tiếng Nhật thôi. Đấy, có sơ đồ đấu này, SRT các kiểu này. Đấy. Cái này là các bác có thể về chạy bằng biến tần hoặc là chạy tụ đều được các bác nhé. Hiện tại thì em lấy tụ test ra đây thôi. Em lấy tụ để em test quay cho các bác thôi. Còn các bác về có thể là sử dụng bằng biến tần này. Còn không là các bác nào không có biến tần thì các bác có thể bảo là để tụ cho anh sử dụng. Đấu tụ luôn cho anh sử dụng thì em sẽ đấu luôn tụ cho các bác sử dụng nhé. Ở đây thì em đã đấu tụ rồi. Đấy. Ở đây thì sẽ test qua cho các bác nhé. Test qua một chút về cái vấn đề chiều quay các kiểu nữa này. Đấy, cho các bác có thể là thấy nhá, nó quay rất là êm này, quay nhẹ một cái này, như thế là nó quay rồi đây các bác này. Đấy, đây, 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 em quay nhẹ cái cánh, như thế là nó quay. Đây, các bác nhìn thấy chậm chậm trên màn hình đúng không? Nhưng mà nó đang quay đấy, đang quay rất là nhanh ấy. Đấy, nó chưa dừng đâu, đây này. Đấy, như thế này là mới dừng này. Đấy, như thế này mới dừng này, em quay này. Cái này nó vẫn chưa là quay đấy, tại vì cái tần số nó khác nhau một chút, thế nên mà các bác nhìn thấy nó quay nhẹ nhẹ, nó vẫn đang quay, nó chưa dừng đâu các bác. Đây, các bác nhìn thấy nó vẫn đang quay nhá. Đây, đợi em một chút và em đang đấu cái điện. Đấy. Đây các bác nhé, nó quay rất là mạnh luôn, nó thổi rất là mạnh luôn các bác nhé. Cắm vào thì nó hơi ồn một chút, thế nên mà em rút ra thôi. Đấy, nó hơi ồn một chút các bác nhé. Nếu mà quạt với nó thổi khá là mạnh, miệng hút rất là lớn này. Đây, miệng hút lớn này. Miệng thổi nó là kích thước ở đây này. Đây là miệng hút nhé, đường kính của nó sẽ là 26 này. Còn miệng thổi của nó sẽ là kích thước là 23 nhân với là 11 nhé. 23 nhân với 11, cái hình chữ nhật đấy. Đấy. Bác nào cần con quạt này về chế cháo thì có thể inbox qua cho em nhé. Ở đây thì em có quạt hút, đó là mã số 1 các bác này. Đấy, quạt hút mã số 1 giá là 1.950.000 đồng một con các bác nhé. Đấy, hàng của Nhật. Đấy. Các bác nào về dùng biến tần hoặc dùng tụ đều được nhé. Dùng tụ thì có thể bảo em đấu tụ.
Còn các bác nào dùng biến tần 3 pha thì 3 pha 220 hoặc 200 thì có thể sử dụng nhé. Nó thoải mái luôn sử dụng cho các bác này. Đấy, các bác về dùng biến tần thì nó sẽ bền hơn về dùng tụ các bác nhé. Đấy, mã con hút số 1 giá là 1.950.000 đồng cho các bác này. Tiếp theo thì ở đây em có cái con quạt hút số 2 các bác nhé. Đây, con quạt hút 2 này. Giá là 2.900.000 đồng một con này các bác nhé. Con này là của Hàn Quốc sản xuất này. Đây, thông số của nó đây. Nó em sẽ đo kích thước một chút nhé, vì nó khá là nặng. Đấy, nó khá là nặng và to, nó chiếm luôn cả cái màn hình này. Đấy. Kích thước chiều dài của nó này, nó là khoảng là 45 cm nha, em tính ra cái miệng thổi này. Chiều cao của nó này, để em tính hết đến cái đầu miệng thổi này nó cũng là 45 nhá. Có nghĩa là hai chiều nó là như kiểu là vuông luôn các bác nhé. Vuông luôn. Và cái chiều dày của nó này là khoảng 30 cm nhé. Chiều dày khoảng 30 cm thì em tính từ cái mặt này, từ cái mặt này ra tận cái chỗ động cơ này là 30-31 cm ở đây nhé. Còn cái chiều dài và chiều rộng là 45 này, em tính ra cả cái miệng hút này, miệng hút và miệng thổi nhé. Đây, chiều cao này lên tận được cũng là 45 các bác nhé. Đấy, em tính như thế cho nó dễ. Đấy, cái đường kính của cái đầu miệng thổi này nó sẽ là 24.5 cm các bác này, 24.5 cm, nhưng thực tế nó không đến 24.5 cm cái miệng thổi đâu, vì ở đây này miệng thổi bên trong này nó là hình vuông. Đấy, còn cái miệng hút này, miệng hút thì nó đường kính cũng như thế thôi. Miệng hút thì đường kính nó cũng không khác gì nhau đâu, là 24.5 các bác nhé, 24.5 này các bác này. Đấy, một miệng hút và một miệng thổi. Đấy, rất là to các bác nhé, con này động cơ nó rất là to này. Đấy, tổng cân nặng của nó phải hơn 20 kg các bác nhé, 20 kg một con quạt. Đấy. Rồi, ở đây thì em sẽ cho nó nằm xuống, em đo cho các bác kích thước một chút, cho các bác thông số vì nó khá là nặng nhé. Đây, để như này cũng được. Trước tiên là cái động cơ này, đường kính của cái động cơ này nó sẽ là 18 cm nhé. Đường kính động cơ là 18 cm, rất là dày. Con này được làm bằng nhôm nhé, động cơ của nó được làm bằng nhôm này. Đấy, đây là cái thông số các bác nhé. Thông số của nó này, nó sử dụng điện 1 pha 220V các bác nhé, chuẩn 1 pha 220V zin nhé. Đấy, tần số 50Hz thì chạy công suất là 760W này, và tần số là 60Hz thì là 1145W. Ở Việt Nam thì mình dùng điện 220V và 50Hz, công suất của nó là 760W nhé. Tốc độ hút của nó này 53 m³/1 phút, có nghĩa là 1 phút nó hút được 53 m³, nên rất là mạnh các bác nhé, rất là mạnh. Đấy, trọng lượng đây 20kg này, trọng lượng 20kg các bác nhé. Ở đây thì nó có thể có cái thông số vòng bi luôn các bác này, 60 6204 ZZ này. Nếu mà hư vòng bi các bác có thể là mua, nhìn mã đây mua luôn, không cần phải tháo ra các bác nhé, rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc này, sản xuất tháng 12 năm 2014 các bác nhé. Đấy, công suất là 760W các bác nhé. Đấy, đây có chiều này, cái chiều này, mũi tên này, có nghĩa là đặt cái chiều này xuống này. Đấy, nó rất là nặng các bác nhé. Đây, mã quạt hút số 2 giá là 2.900.000 đồng nhé. Đây các bác này, nó ra 2 dây. Đấy, con quạt nào sử dụng điện 220V nó cũng có tụ cả thôi các bác nhé. Đấy, đây. Đấy, ra 2 dây thì em sẽ cắm điện nhé. Nó cũng rất là mạnh cho các bác nhé. Đấy, siêu mạnh luôn. Đấy, con quạt có 760W thôi nhưng mà hút thổi rất là mạnh các bác nhé. Đấy, con quạt hút số 2 các bác này, giá là 2.900.000 đồng một con này cho các bác nhé, 2.900.000 đồng. Đấy, tiếp theo thì ở đây em có một cặp ray Samick THK của Nhật Bản các bác nhé. Ray Samick THK, ray to, tháo được những cái máy CNC lớn luôn, lớn xuống các bác nhé. Đấy, trên cặp ray thì sẽ có 4 con bọ, một thanh ray sẽ có 4 con bọ này, 4 con trượt này. Đấy, hai thanh đây là sẽ có 8 con trượt các bác nhé. Đấy, các bác nào dùng ít thì có thể gỡ con trượt ra, cắt đi để dùng khi mà con trượt này nếu không may nó có hư hỏng các bác nhé. Đấy, các bác nào dùng cả vẫn ok.
Ông cá thì càng bền thôi. Nhiều con nó chịu lực thì nó sẽ khỏe hơn và nó được bền hơn. Đấy. Ray to các bác nhé. Đây, em đo chiều dài trước cho các bác nhé. Chiều dài ở đây nó sẽ là 1 mét tròn các bác nhé. Dài tổng thể là 1 mét này. Ray thì là ray này là ray bản 28mm nhé. Đó, nó trượt hết con bọ xuống rồi. Đây, ray này là ray bản 28mm các bác nhé. Các bác nhìn thấy này, 28 này, 27,9, 28 này, đấy. Ray bản 28 nhé. Đấy, cái chiều cao ray này, đây, cái chiều cao ray này nó sẽ là 26mm này, đây. 26mm có nghĩa là 2,6cm các bác nhé. Đấy. Này nó, em dốc khẽ cái mà nó lại trượt ra qua đây, đầu này bắt đầu. Đây, em dốc lên này, nó lại trượt quay lại này, đấy. À, hàng thì khá là mượt các bác nhé. Đó. Hàng khá là mượt luôn. Đấy, ray bản 28, chiều cao ray là 26mm các bác nhé. Tổng chiều dài ray là 1 mét tròn. Đấy, kích thước con bọ bên trên này, con bọ bên trên có kích thước bản rộng của nó sẽ là 60 nhé. Đấy, rộng 60 này. Và chiều dài con bọ ở đây sẽ là 94-95 nhé, 94 rộng 60 nhé. Ở đây thì có các lỗ ở bên trên nữa này các bác này. À, đường kính các lỗ ở đây, kích thước các lỗ này nó sẽ khoảng là 38-39mm nhé. Có khi nào là 40 không? À, tâm lỗ chắc là nó làm tròn thôi. Đây em sẽ chỉnh lên 40 một chút nhé, tại vì em đo bằng thước này nó em cũng chưa đo chuẩn cho lắm. Đây, nó khoảng là các tâm lỗ này nó khoảng là 40 nhá, là 4cm đấy, đúng rồi. Đấy, tâm của bốn cái lỗ này là 40mm là 4cm nhá. Tất tần tật cái tâm lỗ của con bọ ở bên trượt bên trên nhá các bác nhá. Có này, đầy đủ này. À, cặp này thì có đầy đủ là những cái đầu dây bơm mỡ còn nguyên ở đây các bác này. Các bác về có thể kết nối để bơm mỡ vào cho dễ dàng các bác nhá. Đấy, cặp ray số 1 các bác nhá. Ray 1 này 2.950.000 đồng cặp này các bác nhé. Em có một cặp thôi, em về được một cặp duy nhất, hàng to tháo máy xi độc duy nhất một cặp. Đấy. Mã ray số 1 giá là 2.950.000 đồng một cặp cho các bác nhé. Đây em đọc lại kích thước cho các bác nhé. Ray bản 28mm này, chiều cao ray là 26mm, tổng chiều dài ray là 1m các bác nhé. Đấy, kích thước con bọ là 94 x 60, 94 x 60, các lỗ ở bên trong nó là 40 nhé, 4cm đấy. Đấy, dây Samix THK của Nhật Bản. Rồi, bác nào cần thì liên hệ em các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây em có một con đèn LED các bác nhé. Một con đèn LED ở đây nó có cả khung đèn LED nhôm này, khung nhôm này. Đấy, đèn LED 12V các bác nhé. À, dùng điện 12V DC. Hàng thì đầy đủ. Kèm nguồn cho các bác nhé. Đây, em đang để nguồn ở đây thì lát nữa em test nhé. Đấy, đầy đủ nguồn cho các bác này. Đấy, trước tiên này em đo kích thước phần đèn nhé. Đèn nó sẽ là 55 nhân với 55. 55,5 các bác nhé. 55,5 nhân 55,5 có nghĩa là nó hình vuông đấy các bác ạ. Nó hình vuông. Đấy, ở đằng sau này nó có một cái khung này, khung nhôm đen này đây các bác này. Đấy, khung nhôm đen các bác nhé. Đây các bác nhìn thấy nó là khung nhôm đen này. Đấy, khung nhôm đen 3x3 này, khung nhôm đen 3x3 và có đế các bác nhé. Đấy, nó đi, nó kích thước thì nó đi ôm luôn với cái đèn đây. Nó ôm luôn với cái đèn đây các bác nhé. Đấy, nó ôm luôn với cái đèn này, có chân ở dưới này. Các bác có thể dựng đứng như thế này được này. Đấy, dựng đứng như thế này được, hoặc các bác có thể úp lên tường. Đây, ví dụ như thế này. Các bác đợi em một chút nhé. Đây, các bác có thể ốp lên tường như thế này bằng hai con ốc ở bên dưới nhé. Đấy, bằng chỉ cần hai con ốc ở bên dưới các bác ốp này thì các bác có thể treo lên tường này. Đấy, rất là ok nhé. Bên trên thì các bác có thể để thêm đồ nữa này. Đấy. Rồi, ở đây thì em sẽ test luôn cho các bác nhé. Điện thì nó 12V thôi. Đấy, điện thì là 12V DC. Đấy, có dây nguồn cắm đầy đủ các bác nhé. Đấy, đầy đủ dây nguồn này, đầy đủ nguồn này, đầy đủ dây. Các bác về chỉ việc cắm sử dụng thôi nha. Cắm bằng cái jack tròn rất là tiện dụng nha các bác cắm. Đấy, độ sáng của nó rất là tuyệt vời nha các bác nhé. Đấy, sáng này đèn này thì các bác về có thể chế những cái đèn khung tranh này, khung tranh đèn này, đèn LED quảng cáo các bác nhé.
Đấy, các bác em lại rút ra này. Đấy. Ở đây thì các bác về in một cái tờ quảng cáo này, xong các bác lật cái này ra nhá. Các bác lật cái này này, cái khung nhôm này. Xong các bác đè cái lật đè cái quảng cáo vào đây. Hoặc là cái gì đó vào đây, khung tranh vào đây. Xong các bác lại ép nó lại, nó sẽ ôm lại luôn nhá. Ôm rất là chắc. Các bác phải dùng rất là nhiều ngón tay các bác lật mạnh thì nó mới đẩy ra được. À, bập vào lại nó rất là chắc các bác này. Đấy, các bác về đo cái khung bên trong. Sau đó là các bác cắt một cái khung tranh hoặc là cái biển quảng cáo gì đấy. Các bác đặt lên trên, các bác cắm điện nhá. Đấy, rất là ok luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, cái đèn LED số 4 các bác nhá. Cái đèn LED số 4 này giá là 750.000 đồng một cái nhá. Đầy đủ này, nguồn này, khung đầy đủ các bác nhá. Đây, nó sẽ có một bộ của nó sẽ là đầy đủ nguồn này. Đây, nguồn cắm vào sáng này, đấy. À, công suất của nó hiện tại là 41W các bác nhá. 41W. Đây. Đây các bác có thể nhìn thấy này, đây em đang cắm điện nhá. Nó là 41W này. Đây, nó đang ăn 41 đến 4, cái này nó ăn 3W thôi. Cái đồng hồ này nó ăn 3W thì là công suất của nó là 41W các bác nhá. Đấy. Đây em rút ra này, đấy. Tắt đèn nhá. Đấy, nó sẽ về 0 này. Đấy, về 0 các bác nhá. Đấy. Cái đồng hồ này nó ăn 2 đến 3W này, nó sẽ dao động chứ nhảy tí 1 2 3W đấy. Đấy. Rồi, một bộ đèn nhá, sẽ gồm đầy đủ nguồn cho các bác nhá. Đầy đủ dây nguồn về các bác cắm sử dụng nhá. Đấy, có khung nhôm đen này, có chân đế nhá. Giá là 750.000 đồng, mã đèn LED số 4 đây các bác nhá. Mã đèn LED số 4 này. Đấy, giá là 750.000 đồng một bộ đèn này cho các bác nhá. Tiếp theo thì ở đây em có một ít cái lưới thép hàng thau máy các bác nhá. Lưới thép có mạ một lớp bên ngoài rồi, nhưng mà các bác để ngoài trời lâu ngày thì nó vẫn bị han các bác nhá. Đây. Đó, nó có mạ một lớp bên ngoài này, hãy được hàn bằng nhà máy nó hàn nhiệt các bác nhá. Nó hàn nhiệt rất là chắc chắn nhá, nó không chấm hàn giống như của mình đâu. Đây, các bác nhìn thấy cái mối hàn của nó này, hàn nhiệt rất là chắc chắn nhá. Các bác dùng búa gõ chưa chắc nó đã bung ra được cái này đâu. Đấy, chưa chắc đã bung ra được cái mối hàn này đâu. Đấy, rất là chắc chắn này. Đấy, lưới thép này thì ở bên ở cái khung bên ngoài nó được đan bằng cái thép nó được đan bằng cái thép 6mm các bác nhá. Đây em đo lại một chút này. Đây, cái lưới thép ở cái khung bên ngoài này. Đấy, nó sẽ đan được bằng cái lưới khoảng 5.7 5.8 nhá. 5.8mm này, em cho là 6 đi. Đấy. 6mm các bác nhá, em cho là 6mm cái lưới đan ở bên ngoài này. Đấy, cái phần lưới đan ở bên trong này nó sẽ là 3mm các bác nhá, 2.9 này. Đấy, 3mm đây em ép rất là chặt nhá. Em đẩy rất là chặt này. Đấy. Đây, em đẩy rất là chặt này. 2.9mm đây, đây những cái lưới thép này này. Đấy. Cái khoảng cách giữa các ô này em đo ở phần giữa trung tâm cho nó tiện nhá. Cái ở khung bên ngoài thì cái lưới cái kích thước của cái này dày hơn, cái này nhỏ hơn thì nó sẽ không đều, nó sẽ không giống như ở bên trong. Nhưng mà dãy này thì nó sẽ đều nhau. Còn bên trong này, cái kích thước bên trong nó sẽ là đều nhất các bác nhá. Nó sẽ là 10 như này cho dễ này. 11 này nhân với 9.5 các bác nhá. Đấy, chiều dài 11, chiều rộng hơn 9.5, cái lỗ với kích thước lỗ này các bác này. Đấy. Còn kích thước tổng thể của tấm lưới này này, nó sẽ là 90 x 65 nhá. Đây. Các bác xem cái tên này. Đấy, tấm lưới thép 90 x 65cm nhé. Là cái kích thước của nó luôn các bác nhé. Đấy, em bán theo combo nhé, 200.000 đồng 5 tấm, 200k 5 tấm lưới này cho các bác này. Đấy, em bán theo combo cho các bác nhé, 200.000 đồng 5 tấm. Các bác lưu ý nhé, cái tấm lưới thép này này, hàng nó rơi vào khoảng cái cồng kềnh, thế nên mà phí ship nó 5 tấm này nó rơi vào khoảng 40 đến 45.000 đồng combo 5 tấm lưới thép này các bác nhé. Đấy, một combo 5 tấm thì phí ship nó rơi vào khoảng 40 đến 45.000 đồng cho các bác nhé. Đấy, các bác cứ tính đến tay các bác nó rơi vào khoảng 50.000 đồng, khoảng 45 đến 50.000 đồng một cái tấm lưới như thế này. Đấy. Hàng của nước ngoài, của Hàn rất là chắc chắn và rất là đều các bác nhé. Đấy. Tấm nào cũng đều tăm tắp như nhau, kích thước y hệt như nhau. Đấy. Rồi, tấm lưới thép kích thước 90 x 65 cm nhá, combo 5 tấm giá là 200.000 đồng một
combo các bác nhé, 200.000 đồng 5 tấm. Hàng thì em có số lượng nhiều, các bác mua 2, 30, 50, 100 tấm thì vẫn đủ cho các bác nhé. Các bác chưa mua thử một vài combo về làm việc được, nếu mà được việc thì có thể quay lại mua tiếp các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì ở đây em có một ít những cái thanh V inox các bác nhé. V inox 3x3 này. V inox 3x3 độ dày là 3mm nhé. Ở đây thì em có hai cái kích thước này, 61cm và 75cm các bác nhé. Đây. Đấy, thanh V của nó đây các bác này. Đấy. Thanh V độ dày là 3mm đây các bác nhé. 2.9 3mm này. Đấy. Kích thước thì có hai loại nhé, một loại dài là 61cm, nó là 60.8 các bác nhé. Đây, 60.8 đây các bác này. Đây, 60.8, 60.9 này. Nó chưa được đến 61 đâu. Đấy, nó còn 1mm nữa mới được. Đấy. 61cm nhé, là 70.000 đồng một thanh nha các bác này. Đấy, 70.000 đồng một thanh V các bác nhé. Và cái loại là 75cm này, nó sẽ là 90.000 đồng một thanh các bác nhé. Đấy, 75. 61 này, thanh này thanh 75 đây các bác này. Đây là thanh 75 nhá, nó cũng thiếu một khoảng 1mm được các bác nhé. Đây, các bác đã nhìn thấy nhá, thiếu khoảng 1mm này. Đấy, nó mới được 75 nhá. Đấy, đều là độ dày là 3mm các bác nhé. Đây, độ dày của nó đều là 3mm các bác này. Đấy, 2.95, 2.93, nó là 3mm một thanh. Đấy, trên thanh thì sẽ có một vài cái lỗ đây này, một cái lỗ này, hai cái lỗ này, và ba cái lỗ để bắt ốc nhá, nó đã có sẵn rồi nhá. Đấy. Em có hai loại thôi các bác nhé. 3x3 dày 3mm 61cm thì là 70.000 đồng một thanh, và 75cm thì là 90.000 đồng một thanh nhé. Hàng thì em có số lượng nhiều đấy các bác này. Các bác cần thì có thể mua thử một vài thanh nhé. Đây. Đấy, có một chút ở đây rồi này, nó sẽ là đã gần chục thanh rồi, 2, 4, 6 thanh rồi nhé. Còn ở đây thì rất là nhiều. Các bác cần thì mua thử một vài thanh trước nhé, mua một hai thanh trước nếu mà được việc, hoặc là về thấy ok thì có thể mua thêm các bác nhé. Đấy, em có hai loại kích thước như thế thôi. Các bác nào cần thì inbox qua cho em nhé. Tiếp theo thì ở đây em có bộ chân đế các bác này. Ở đây thì em có bốn cái chân đế nhé. Chân đế số 1 các bác nhé. Đấy, đây là chân đế số 1 này, em có 4 chân nhé. Đấy, có giá là 650.000 đồng một chân cho các bác nhé. Chân này thì nó nặng 25kg một chân này. 25kg một chân. Và kích thước của nó này, cái chiều dài của cái mặt nó sẽ là 46.5cm này. Chiều dài của mặt này 46.5 nhá. Chiều rộng là 15cm nhá. Chiều rộng là 15cm. Và chiều cao của nó là 32cm nhá. Đó là cái mặt bên trên. Còn mặt bên dưới thì nó cũng vẫn dài là 46.5, nhưng mà nó rộng là 13.5 các bác nhá. Còn bên trên là rộng 15cm, bên dưới rộng là 13.5 này. Các bác có thể lật lên lật xuống bên dưới thay đổi góc mặt nhé, vì nó rất là to và dày, thế nên mà mặt nào nó cũng đứng được. Đấy, độ dày của cái mặt thép này nó sẽ là 2cm nhé. Độ dày mặt thép là 2cm. Đây, cái mặt trên của nó này, đây cái mặt trên của nó sẽ có một cái lỗ như này. Ở trên máy họ để luồn cái dây điện xuống ấy, họ luồn những cái dây điện xuống dưới nhé. Đấy, trên máy họ luồn những cái điện xuống dưới, thế nên mà nó có cái lỗ như thế này. Ở đây thì em gọi là nó mặt trên thôi, nhưng mà thực chất của nó sẽ là mặt dưới đế nhá. Còn ở bên trên này nó sẽ có những cái mặt đã được taro lỗ gen các bác này. Để em lật một, em vật một con ra cho các bác nhé. Đấy. Đây các bác này, thực chất đây nó mới là mặt trên nhá, thì mình lật mặt nào thì mình đọc mặt trên đấy. Đấy. À, đây mới là mặt trên nhá. Cái này thì là thép để ngoài miền Bắc thì thời tiết nó có nồm ẩm, thế nên mà chắc chắn nó sẽ có bị ố han như thế này, nhưng không ảnh hưởng các bác nhá. Về các bác lau qua thì là sạch. Đây, em lau qua nó lại sạch này. Đấy, đây là cái vết ố han do trời nồm ẩm thời tiết miền Bắc các bác nhá. Đây, đây mới là cái mặt trên của nó nhá. Sẽ có những cái lỗ bắt ốc này để thiết thiết các thiết bị lại các bác nhá. Đấy, còn cái mặt này nó là một cái mặt dưới thì đây, đây mặt dưới đây các bác này. Nó sẽ luồn những cái dây điện xuống dưới cái gầm của cái máy các bác nhá. Đấy, rất là ok. Đấy, kích thước thì em vừa đọc cho các bác rồi. Đấy, mã chân đế số 1 này, giá là 650.000 đồng một chân nhá. Em bán ít nhất là phải 2 chân trở lên các bác nhá. Đấy, em bán ít nhất là 2 chân, chứ bán 1 chân đâm ra nó lẻ. Chứ 2 chân 1 là được. Đấy, hoặc là 4 chân 1
lúc các bác nhé, hoặc là các bác mua cả 4 chân, hoặc là em bán ít nhất là 2 chân các bác nhé, bán ít nhất 2 chân, giá là 650.000 đồng một chân như các bác nhé. Một chân này nó nặng 50kg các bác nhé, một chân nặng 50kg. Các bác vận chuyển mua hàng thì có thể inbox lại qua cho bên em để bên em báo cái phí ship, phí vận chuyển cho các bác nhé. Đấy. Rồi, các bác nào cần chân đế số 1 giá 650.000 đồng một chân, em bán ít nhất 2 chân thì liên hệ qua bên em các bác nhé. Tiếp theo thì em có tấm inox số 3 các bác nhé. Tấm inox số 3 này. Đấy, tấm inox số 3 có giá là 580.000 đồng một tấm nhé. Tấm này thì lỗ to hơn các bác nhé. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 1m01 này, 101cm này, rộng 59 và độ dày là 2mm nhé, 0,2cm đấy. Đấy. Tấm inox thì những cái lỗ của tấm này khá là to nhé, 4 cạnh này. Nó được cắt khuyết như thế này để lắp vào những cái thanh nhôm định hình nhé, để làm những cái mặt sàn của những cái khung nhôm định hình các bác nhé. Đó. Inox thì nó sẽ dày là 2mm này. Đấy, hai mặt thì như nhau nhé, hai mặt đều bóng như nhau các bác nhé. Các cạnh này, ở các cạnh thì sẽ có những cái lỗ để có thể bắt ốc nhé. Đấy. Đó, tấm này thì chiều dài là 1m01, 101cm nhé. Đấy, rộng 59cm, độ dày là 2 ly, 2mm các bác nhé. Đấy, tấm inox số 3 này. Đấy, sẽ có giá là 580.000 đồng một tấm các bác nhé. Số lượng thì em sẽ có 8 đến 10 tấm. Đấy, 8 đến 10 tấm cho các bác cần số lượng nhiều các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây em có những cái mã có những cái ke góc chữ A các bác nhé. Rồi, em có những cái ke góc chữ A này. Đấy. Ke góc này thì được đúc nguyên khối các bác nhé. Đây, họ đúc nguyên khối như thế này này. Đấy, không phải lắp ghép nhé. Và ở trên ke góc thì nó sẽ có hai cái lỗ, một cái ở đây và một cái ở đây này, để có thể là bắt ốc vào. Đấy. Kích thước của nó nhá, cái bản này, cái bản rộng là 4cm hai mặt này, hai mặt sẽ là 4cm đều nhá. Đấy. Các cạnh của nó sẽ là dài là 5 và 5cm nhá. Đấy, độ dày của ke góc này nó sẽ là 9mm nhá, 9mm. Ở đây thì có những cái rãnh lỗ này, các bác về muốn bắt ốc ở đây này, các bác ta dùng cái mũi khoan taro ấy, các bác khoan vào đây là các bác sẽ siết ốc được vào ở đây nhá. Đấy. Nó rất là nhiều tác dụng, các bác về làm những ke, những cái bộ góc vuông các kiểu nhá. Nó hình chữ A như thế này, nhưng ở bình này nó sẽ vuông góc các bác nhá. Đấy, em bán theo combo. Đấy, một combo là 10 cái thì sẽ có giá là 120.000 đồng các bác nhá. 10 cái ke góc như thế này, nhôm rất là dày nhá. Hàng tháo máy này, nhiều chỗ nó sẽ có vấn đề như xước xước một chút và móp móp một chút như thế này nhá. Đấy. Rồi, mã ke góc chữ A sẽ có giá là 120.000 đồng, 10 cái như thế này các bác nhá. Combo 10 cái 120.000 đồng, mã ke góc chữ A cho các bác. Tiếp theo thì ở đây em có những cái móc nhôm các bác nhá. Cái móc nhôm này thì họ treo cho những cái loa Bluetooth bé bé này, loa JBL ấy, JBL của nước ngoài nhé. Họ móc cho những cái loa. Đấy. Chất liệu được làm bằng nhôm các bác nhé. Chất liệu được làm bằng nhôm rất là đẹp này. Về các bác có thể về móc những cái chùm chìa khóa các kiểu này, tránh có thể bị rơi rớt nhé. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Kích thước sơ bộ ba cạnh của nó sẽ này, 5 nhân 5 và nhân với 5 nhá. Như kiểu là nó một cái tam giác thôi. Đấy. Đấy, đường kính của nó sẽ là 7mm nhá. Đấy, đường kính của cái nhôm tròn này, này sẽ là 7mm nhá. Đấy, trong cái móc này thì nó sẽ có một cái lò xo thôi. Đấy, cơ cấu thì nó cũng bình thường. Đấy. Đó, móc của những cái bộ loa JBL các bác nhá, rất là nhiều. Đấy, giá là 50.000 đồng 10 cái cho các bác nhá. 50.000 đồng, combo 10 cái có giá là 50.000 đồng. Móc nhôm này. Đấy. Móc nhôm loa JBL các bác nhé. 50.000 đồng 10 cái cho các bác nhé.